Không có gì lý thú bằng được gặp gỡ nhau trong lời nguyện. Chính trong lúc chúng ta ẩn náu vào trong lời nguyện và ẩn náu trong tâm tình cầu nguyện thì chúng ta được ẩn náu bằng chính quả tim yêu thương của Chúa, và những giây phút đó tuyệt vời. Nó tuyệt vời là bởi vì này này, ai trong chúng ta cũng có thể ngồi cầu nguyện riêng tư một mình. Ai trong chúng ta cũng có thể gọi là tìm cho mình một cái khoảng khắc hoặc là một đoàn thể để chúng ta cầu nguyện riêng cho mình, hay là trong gia đình buổi tối trước khi đi ngủ đọc kinh cầu nguyện, hay là khi chúng ta đi làm chúng ta dành một chút chút cái khoảng khắc thời giờ mà có được để chúng ta nương vào yêu thương của Chúa. Nhưng khi chúng ta được ngồi lại với nhau trong gian thánh đường này với biết bao nhiêu con tim và sức ấm mà chúng ta đang cảm thấy truyền tỏa ở trong căn phòng này, lúc bây giờ chúng ta mới cảm nghiệm được yêu thương đòi hỏi chúng ta và yêu thương dạy chúng ta biết bao nhiêu những tâm tình để chúng ta sống, mà ta gọi là sống vì đời đáng sống, cho nên sống cho đáng đời. Cho nên yêu thương nó dạy cái đấy, cầu nguyện dạy cái đấy. Những bài hát, những tâm tình bao giờ cũng vậy, hướng dẫn chúng ta được đi vào trong cái khoảng khắc đó thôi. Khi đi đâu tĩnh tâm cũng vậy, tôi thường bao giờ cũng phải giúp cho anh chị em có một khoảng khắc, dù là một chút xíu thôi, không nhiều, nhưng mà anh chị em có thể làm được nhiều. Ngay cả những thánh lễ Chúa Nhật chúng ta có trong cuộc sống của mình, có những lúc chúng ta đi dự lễ chúng ta thiếu ý thức, nhưng mà những cái khoảng khắc này đã dạy mình nhiều cái sự ý thức hơn và thường xuyên hơn. Và như thế chúng ta xứng đáng và dâng của lễ cho Chúa, và những gì chúng ta tham dự, chúng ta chia sẻ tạo nên cái ý nghĩa thật và có sức sống động để mà thứ nhất làm chúng ta đổi mới, để thứ hai nữa cho chúng ta được một cái hứng thú để chúng ta đi vào cuộc đời và làm cái gì tốt cho người khác và tốt cho mình. Cho nên là đi lễ nó không phải chỉ là một cái gọi là đi như chúng ta ngày xưa ở nhà gọi đi xem lễ, chứ là xem thôi chứ còn không có tham dự được. Đi xem thì ai cũng xem được. Bởi vậy có những người đi lễ thì có thể vào ngồi đây cũng xem được, mà ngồi góc kia cũng xem được. Và có những người thì không chủ tâm để mà xem lễ, mà để xem những người đi qua đi lại, cho nên là cũng đứng ngồi ngoài gốc cũng xem được. Gọi là đi lễ vọng đấy. Vọng từ ở ngoài vọng vào. Không biết lúc chết thì có muốn đứng ở ngoài cửa thiên đàng vọng vào hay không thì không biết đấy. Thế anh thử rằng là những cái lúc đó mình ý thức được nhiều hơn. Ý thức được nhiều hơn. Và chính lúc đó mình chủ động cái giờ giấc của mình, và mình chủ động được cái tâm tình của mình đến với Chúa. Mình không còn cảm thấy nghĩa là cứ ngồi đó rồi chúng ta chờ đợi là người khác phải làm cái gì cho mình. Thí dụ như là ban hành giáo phải làm cái gì, nhà thờ phải trưng làm sao cho nó đẹp, cho nó gọn, rồi các cha ở đây phải như thế nào. Đây chúng ta may phúc, chúng ta có một lúc có các cha, cha xứ đã đành, còn có hai cha Việt Nam và một thầy cũng đang giúp ở đây. Hai cha Việt Nam ở đây có dễ thương không anh chị em? Các cha có dễ thương không? Hai cha Việt Nam mình dễ thương không? Thế mà hỏi vẫn còn chưa chịu trả lời. À thương không dễ, thành thử không trả lời phải không? À đấy, chúng ta thấy có hai cha này. Cho nên là đến đây mình chủ động được mọi cái, mình không còn cảm thấy thời giờ nó dài ra, không có cảm thấy là ngồi đi dự lễ nó boring, xong rồi ngồi để liếc qua liếc lại rồi bắt đầu cảm thấy chia chí, rồi bắt đầu than rồi để thở. Ui giời ơi, cha làm lễ ngày hôm nay, người ta làm lễ chỗ kia có 50 phút, cha làm ngày hôm nay đúng 60 phút, thêm nữa là 4 giây nữa. Đã vậy cha lại giảng còn dài. Cha không những giảng dài mà lại còn giảng gì? Giảng dài. Rồi giảng gì nữa? Cộng đoàn này dám cáo tội các cha. Không phải vậy. Cái tâm tình ngồi cầu nguyện thì quý lắm. Rồi. Mùa chay. Năm nào cũng mùa chay. Năm ngoái mùa chay có đến đây rồi. Thế mùa chay là mùa gì đây? Còn nhớ không? Lần trước đến đây một lần đã nói rồi, mùa chay là mùa gì? Mùa trở về với Chúa, đúng rồi. Tiên vàng là mùa trở về với Chúa. Bởi vậy thử ra người ta cứ gọi là cái mùa đó là mùa making a U-turn ấy. Tôi có kể anh chị em nhiều lần cái câu chuyện này rồi, đúng không ạ? Nhớ không? Nhớ đấy, nhớ đấy. Con cái nhà tôi làm việc cái sinh viên tôi biết. Bố con
Lần ấy dâng lễ xong cái thì chúng nó ngồi tụ năm tụ ba hỏi này, sao bằng đấy đứa còn chưa chịu đi về đi, bảo thưa cha cũng còn ngồi đây để xem cha có cái gì không. Tôi bảo có gì là có gì. Thế xong rồi bảo thưa cha lại hỏi chúng con cha có cái gì để cha chia sẻ với chúng con, ý chúng mày muốn cái gì mà thưa cha thì chúng con xem là cha có gì, ví dụ như cha dẫn con đi ăn thì điều đó là hạnh phúc cho chúng con. Chúng con mời cha đi ăn thì nhưng mà cha trả tiền. Thế chúng dẫn nó đi. Lên xe chạy một mạch ở ngoài freeway cả nửa tiếng. Mấy đứa đi đâu? Tôi đi ở giữa. Mấy đứa chở mình ở giữa mới hỏi cái thằng lái xe là con đi đâu đấy? Định đi ăn chỗ nào? Nó bảo ủa, con tưởng là cha có kế hoạch. Tôi bảo ủa, chúng mày là cái đứa chủ động sao lại bảo cha có kế hoạch là thế nào? Thế là nó gọi phone cho cái thằng đầu bảo thôi chúng mày ơi, cha chưa biết mình đi đâu. Thế rồi giờ làm sao? Phải making gì? U-turn. Freeway ở ngoài này. Vào cái tay mặt, đứng dừng, định vị lại rồi gì? Đi tiếp. Và sau khi định vị lại, nó quyết định quay trở lại chỗ mà mình đã đi. Hỏi làm gì? Bảo thưa cha, chỗ đó là chỗ duy nhất mà sau 10 giờ nó vẫn còn mở cửa. Đó là cái tiệm In-N-Out Burger. Đi nửa tiếng ngoài freeway, quay trở lại để mà ăn cái miếng burger. Đấy, anh chị em thấy. Making a U-turn. Một con đường vô định. Đi nhưng không biết mình đi đâu. Đi nhưng mà thiếu ý thức. Và khi mà making U-turn, khi chúng ta quay trở lại thì bây giờ mới thấy cái ý thức của mình ấy, được xác định rõ hơn là bởi vì có cái sự gọi làm sao bàn hỏi và có cái sự chúng ta gọi là cái mở con người của mình ra. Mùa chay là cái mùa như vậy. Cho mùa chay là mùa giúp cho chúng ta định hướng lại và trong cái định hướng đó, đó chúng ta có cái tiêu đề ngày hôm nay là trong những cái hoàn cảnh khốn khó của gia đình hoặc là hoàn cảnh đau khổ mỗi người chúng ta ai cũng có. Thì chúng ta tìm hiểu thanh ý Chúa xem là Ngài nói với chúng ta như thế nào. Và biết đâu là cái lượng định là điều gì Chúa muốn tốt nhất cho chúng ta. Tôi hỏi mấy anh chị, các anh chị em trong ban tổ chức bây giờ đề tài anh chị em muốn cái gì. Tôi thường thường đến đâu là tôi cũng hỏi anh chị em xem là ao ước cái gì. Thì tôi cố gắng trình bày cái đó cho anh chị em thay vì tôi là người đưa đề tài. Thế thì ban tổ chức lại đưa cái đề tài năm nay là đau khổ. Xem ra anh chị em đau khổ thật đấy. Nhìn khuôn mặt của anh chị em là biết rồi. Buổi tối giờ chưa được ăn, thấy ai cũng đau khổ cả. Thế thì đau khổ là một cái gọi làm sao thực tại của cuộc sống. Và mỗi một cái gọi là truyền thống tâm linh thì người ta tiếp cận nó với cái nhiều cái phương cách khác nhau. Và cái đau khổ và cái nhận định là ý Chúa của người Công giáo là cách nào? Và cách riêng mùa chay thì chúng ta làm gì? Nhìn chung quanh chúng ta thấy, đi làm thì chúng ta ở đây theo thống kê thì người ta thấy là con số người Việt Nam ở trong cái tiểu bang Cali này thì cũng khá nhiều đấy. Không biết là xác suất ở đây là bao nhiêu phần trăm. Còn ở dưới mà quận Cam đó thì là cái chỗ mà đông Việt Nam nhất sau Việt Nam thì có khoảng trên dưới trên 60.000 người Công giáo ở dưới đấy. Thì không biết rằng là bao nhiêu dân số ở đó bây giờ là bao nhiêu người Việt Nam. Người ta ước tính cả nước Mỹ bây giờ cũng phải hơn 1 triệu người Việt Nam rồi. Đây anh chị em thấy. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy chung quanh chúng ta có những anh chị em với những truyền thống tâm linh khác, người ta tiếp cận với lại cái cuộc sống của người ta thì người ta định hướng như thế nào? Đất nước của chúng ta thì đa phần anh chị em chịu ảnh hưởng của Khổng giáo và Phật giáo. Cho nên là cái cách tiếp cận của những cái đau khổ và những cái gọi là bất trắc của cuộc sống, vì thế nó cũng có một chút cái ý nghĩa riêng của họ. Và nó cho họ một cái ta gọi là nhân sinh quan để họ sống. Người Phật giáo thì khi mà nói đến đau khổ thì họ cho đó là một cái thực tại của cuộc sống. Thì để mà không còn khổ nữa thì làm gì? Thì diệt cái khổ. Diệt nó. Đừng nên tạo một cái ao ước nào, đừng nên tạo cho mình một cái đời sống mà ảo vọng nào, để rồi thì càng giây phút mà cho vào trong những cái ảo vọng và những ao ước mà thiếu thực tế đó, những nguyên nhân đau khổ nó cứ chồng chất, rồi nó như thế là một cái tái hiện luân hồi, làm cho con người ta cái kiếp không ra được. Đây là cái cách của người ta như thế. Một cái hình ảnh cũng đẹp. Họ cũng dạy cho anh chị em đó, cũng dạy cho chúng ta thấy là đấy, diệt đau khổ là sớm nhận ra những cái ảo vọng, sớm nhận ra những nguyên nhân mà làm cho con người ta sống không thực. Và cái điều này thì nếu mà xếp lại cho cùng thì chúng ta thấy là
nó có mặt ở trong cái truyền thống đức tin của chúng ta không, thưa anh chị em? Có không? Có không? Không biết à? Người Công giáo chúng ta có nhìn cái cách đó với những anh chị em Phật giáo không? Có không? Chắc là phải có chứ. Anh chị em có nhớ khi Chúa Giêsu sau khi mà chay tịnh 40 ngày 40 đêm thì Ngài làm sao anh chị em? Ngài đói lắm. Và khi đói thì Ngài đối diện với gì? Đối diện với cám dỗ. Và những cám dỗ nó đến một cách rất thật. Trước hết là nó đến qua miếng gì? Miếng ăn. Rồi nó đến qua các cái phù phiếm của những cái ảo vọng. Rồi nó đến bằng cách làm sao? Cho mình cái sự gọi là tự tin thái quá. Để rồi thì những cái đó cuối cùng Chúa sớm nhận ra và Chúa đã thách đố những cái đau khổ đó. Thế thì chúng ta thấy là người Phật giáo, người ta đặt ra những cái hình ảnh, người ta đặt ra một cái niềm tin rằng là diệt cái khổ nó không đúng cái ảo vọng, nó đúng không được cái đời sống mà chính vọng của mình, thì điều đó là đúng lắm đấy chứ. Điều đó là rất đúng. Nhưng mà chúng ta không phải diệt khổ nữa. Người Công giáo thì được dạy làm sao anh chị em, khổ là một phần của cuộc đời. Chúng ta bước vào đấy, chúng ta đối diện nó, chúng ta song hành với nó và đừng sợ nó. Để làm gì? Để rồi thì qua cái việc chúng ta dấn thân can đảm đó, lấy gương ở đâu, lấy sức ở đâu để mà làm cái điều đó? Lấy cái gương của Chúa Giêsu, lấy cái gương mà Chúa đã đi qua những cái chặng đường đó để làm gì? Để làm cái mốc điểm cho mình mà tiến tới. Chúng ta thấy nó có những cái như vậy. Hay là bên người Ấn Độ giáo đó, thì họ nói là cái sự ác chính là cái đau khổ. Mà bởi vì cái sự ác đó, nó đem nó lớn quá, cho nên là bây giờ mình phải cố gắng. Mình phải cố gắng làm sao vượt. Mình cứ vượt qua cái ác đó, mình cứ vượt cố đi, thì đến lúc nào đó mình sẽ đến cái chỗ nó trọn lành, tốt đẹp. Rồi nó trở thành một cái gọi là bản thể chung cho tất cả mọi loài trên nhân sinh. Đấy cũng đúng, nhưng mà nó vẫn chưa có rõ được là ai là cái người, ai đứng nào là đứng, đứng ở đấy đợi mình. Đứng nào là đứng mà trong những cái đêm mà mình khắc khoải, mà mình cảm thấy cô đơn, không có những người chung quanh mình. Đứng nào là đứng có thể nói với mình một lời hàng sống, an ủi. Đứng nào là đứng cũng như chúng ta vừa hát cái bài hát đấy, nắm giữ chặt tay cho con để rồi si. Để qua cái đấy mà con không cảm thấy bóng đêm gập ghềnh mà con dám đi. Nó vẫn chưa được cái tích cực đó. Thế thì ngày hôm nay, đêm nay chúng ta sẽ lượt qua một số những cái mà nguyên nhân đau khổ đó để chúng ta thực tế và tìm thanh ý Chúa. Đồng ý không anh chị em? Đồng ý không? Ừ. Thế thì giờ hỏi cộng đoàn San Jose đây, khổ nhất là cái gì nào? Bằng đây cái, hỏi anh chị em cái khổ nhất của mình bây giờ là cái gì nào? Ngồi cười. Khổ nhất là cái gì nào? Cái gì cái là mình khổ nhất bây giờ? À, mình đến nhà thờ mà mình không biết nói gì với Chúa. Mình không biết mình cần cái gì nữa. Đấy, khổ vậy. Muốn thì muốn nhiều lắm, nhưng mà không biết mình cần cái gì. Đến nói với Chúa mà bây giờ nếu mà Chúa bảo cho con ra sức mà nói với Chúa thì thôi. Nếu mà mình có cái tự do để mà nói điều mình muốn, nó dài lắm, nhiều lắm. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Muốn thì nó vô chừng. Bởi vậy thử ra người ta mới nói về này, đến thì xin, mà xin không được thì làm sao? Thì xỏ. Cho nên đấy là một trong cái cách mà chúng ta hay gặp thường xuyên đấy. Nó thiếu thực tế đấy. Cho nên là không biết rằng là đến với Chúa làm như cuộc sống nó nhàm chán, không giống như là San Jose ở đây. Nó có bằng đấy tiệm, đi ăn tiệm nào nó cũng ra tiệm nào. Về nhà quanh quéo, đồ ăn vợ nấu cho cũng không cảm thấy là ngon. Mà đi ăn vụng ăn trộm ở đâu thì thấy nó ngon được vài ngày, xong rồi về bắt đầu cũng sợ, cũng cảm thấy lo lắng, cũng thấy nó hứng thú nữa. Không biết có không không? Có à chị? Chúa ơi, chị nói một cách nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy thương chị vô cùng. Thế hình thử ra. Đấy, chúng ta thấy rõ đấy. Cho nên là nó cảm thấy như là cuộc sống nó đơn điệu, chả biết mình muốn cái gì. Cái khổ là ngày hôm nay cuộc sống vì không biết mình cần cái gì. Cho nên khi
mà cuộc sống nó vội vã, nó tranh giành và nó xuất hiện như thể là một cái cuộc mà ta gọi là buôn bán mà tạo cái hấp dẫn ấy. Người ta gọi là khuyến mãi ấy, thì chúng ta dễ làm sao? Dễ bị lôi cuốn và dễ bị làm sao? Tha hóa mất đi. Tiêu cực là chỗ đấy. Nhưng bổn phận của chúng ta là phải tìm ý Chúa để mà tích cực, chứ không phải ngồi đây mà cứ nói cái tiêu cực không được. Bởi vì là ngồi mà cứ nói bàn ra mà không bàn vào thì cuộc đời chúng ta sẽ trở thành cuộc đời đáng gì? Đáng nguyền rủa. Anh chị em thấy. Rồi khổ cái gì nữa nào? Bằng đây người. Khổ gì nữa? Các ông khổ gì nhất nào? Giờ nếu mà tôi hỏi các ông mà được tự do mà nói, được ơn giải thoát đêm nay mà nói thì cái gì là cái khổ của các ông? Nỗi khổ của các ông là gì? Hả? À, lo chết à? À, nói thì chết. Ui dồi ôi. Sao mà tôi thương anh thế? Anh đang ngồi trước mặt dòng nham Chúa với các thánh ở đây mà anh lo anh chết à? Mà nếu có chết anh sẽ được làm thánh tử đạo anh ạ. Cho nên đừng lo. Người chủ gia đình các ông không dám nói. Người ta nói về các ông thì hình như là Chúa dựng nên các ông ít bày tỏ thì phải. Không biết có đúng hay không. Các ông thì hình như là người ta bảo là lòng dạ của mình nó làm sao, à, nó cứng lắm mà nói em nó dũng mãnh lắm, không quen để mà nói. Bây giờ đó, mà để cho 10 ông ngồi lại thành một nhóm bảo các ông chia sẻ cuộc đời của mình thì các ông sẽ chia sẻ được bao lâu anh chị em? Đố đấy, chia sẻ được bao lâu? Được tới sáng không? Chưa chắc. Một lần đó tôi đưa một cái thử nghiệm để cho các ông ngồi lại với nhau, rồi cũng đưa trình bày một vài cái điểm tựa để coi như cầu nguyện, rồi thì chia sẻ. Các ông mới bắt đầu ngồi với nhau, rồi nói ra và hỏi anh sao? Anh kia bảo tôi cũng vậy, còn anh thì sao? Thì nó cũng thế. Giờ ông kia bảo ồ thế à, thì tôi cũng vậy. Thôi vậy chúng ta ai cũng vậy à? Ừ thì cũng vậy. Nó chưa đủ, nghĩa là dài đến quá 5 phút đồng hồ, xong rồi thấy tịt luôn. Thì tôi quay đi quay lại, hồi tôi không thấy 10 người nữa đâu hết cả. Đến lúc nhìn ra đứng ngoài kia sông Hương, cứ đứng nhau sông Hương, ngó nhau sông Hương, mà tinh thần phấn khởi. Hình như họ không nói, họ để việc sông Hương nói cho họ. Các ông các ông không quen nói lòng của mình thì phải. Đấy. Còn nếu mà cho 10 chị vào một nhóm để chia sẻ với nhau thì họ chia sẻ như thế nào? Mười chị thì sẽ có bao nhiêu ý kiến? 12 ý kiến. Bây giờ cho 13 ngồi với nhau nó thành cái gì? Anh chị em nói tôi không nói. Hết lòng khiêm nhường, không dám nói cái điều đấy. Chúa ban cho người phụ nữ nhạy cảm, rất là nhạy cảm, và nhất là nhạy cảm với cái ngôn từ của gì? Của lòng mình. Vì thế anh thử ra các bà không bao giờ ngần ngại để mà làm sao nói bộc bạch nói hết. Mà không những nói cho mình mà còn nói cho ai nữa? Nói cho ông nhà mình nữa. Tôi nói thật với anh chị em đừng cười tôi. Tôi mà ngồi tòa, tôi ngồi tòa sinh viên thì tôi cũng cảm thấy nó cũng đã có những cái nhiều khi mình phải đối đầu với các em, những cái vấn đề nó phức tạp trong cuộc sống của nó thì mình cũng đã cảm thấy, nghĩa là cũng đã mệt rồi. Nhưng mà khi mà ngồi tòa mà tôi bắt đầu thấy mà cái đường, cái line, tức là cái hàng mà người ta xếp hàng để lên xưng tội, mà tôi thấy các ông chỉ leo teo một vài người, mà tôi thấy 4-5 bà là tôi biết rồi. Thường các bà vào làm dấu xong là xưng tội, xưng chưa hết tội mình là lân qua tội gì? Tội người chồng. Và thưa cha, trình cha, còn có phạm cái nọ, còn có phạm cái kia. Nhưng mà xét cho cùng cha, à, xong rồi xét cho cùng, rồi gì nữa? Tôi bảo chị cứ việc xét đi. Xét cho cùng thì sở dĩ con như vậy là bởi vì ông ấy như thế.
xong rồi bắt đầu chưa hết. Mà ông ấy như thế, cha xem là ông ấy để như vậy, con cái của ông ấy nó nhảy vào, thế làm sao con sống được thì cha. Thì đến lúc mà bà ấy kết luận xong thì tôi bắt đầu đổ toát mồ hôi, bởi vì mất hết nửa tiếng đồng hồ rồi. Các chị xưng tội nghĩa là rất là thánh thiện, không có để sót một tí gì. Nghĩa là tội của mình đã vậy, còn tội của ông ấy không sót một tí gì. Thì nói có hơi quá. Thế nhưng mà tôi vẫn nói với Chúa điều này: con cảm tạ Chúa một ngày nào đó mà tòa giải tội mà không có các bà Eva vào xưng tội, thì chắc ngày hôm đó con cảm thấy rất là buồn bã, không có gì thích thú. Vì nhờ các bà mà con thấy được cuộc sống nó đầy rẫy những cái gọi làm sao, những cái trắc trở, nhưng mà cuộc sống nó đẹp quá, nó đáng sống, cho nên phải sống cho đáng gì, đáng đời. Anh chị em thấy, cho nên người phụ nữ của chúng ta khi nói đến cái gọi làm sao nhận định tâm tình những gì xảy ra xung quanh, thì các chị rất là tinh tế và dễ nói. Và các ông vì vậy cho nên chúng ta cũng nên học cái gương của các chị, cũng nên biết cách để mà trình bày lòng của mình, và dần dần thì chúng ta tìm ra ý của Chúa. Thế thì các ông có đồng ý không? Các ông có đồng ý không? Đồng ý không? Tôi thấy các bà trả lời cho các ông đấy. Đấy là một thí dụ điển hình. Hỏi các ông bây giờ thì các ông chỉ cười thôi. Hỏi tại sao thưa cha con được thuần thục trong gia đình rồi, cho nên là vâng lời vợ dưới đất cũng như trên trời cha. Đúng không ạ? Đấy, ấy là phúc thật đúng không ạ? Đấy, rồi. Nhận định ý Chúa. Ý của Chúa có muốn cho chúng ta đau khổ không anh chị em? Ý Chúa có muốn cho chúng ta đau khổ không? Ở đây có bao nhiêu người nghĩ là ý của Chúa muốn cho chúng ta đau khổ, giơ tay lên xem nào. Còn bao nhiêu người ở đây nói là ý của Chúa không có muốn chúng ta đau khổ, giơ tay lên xem nào. À hay quá, nhà thờ giơ gần hết nhà thờ. Thế thì ý của Chúa ta biết rõ rành rành là muốn cho chúng ta được gì? Hạnh phúc. Anh chị em đồng ý không ạ? À đấy. Thế thì làm sao để chúng ta nhận định được ý của Ngài trong những lúc chúng ta gặp cảnh gian nan và khốn khó? Ý Chúa như thế nào? Muốn tìm ý Chúa là tìm như thế nào? Tôi mùa chay nhiều khi tôi cũng khổ lắm. Có nhiều người nói với tôi như thế này: thưa cha, ý Chúa là muốn chúng con đi đường hẹp. Tôi bảo điều đó rất đúng, bởi vì tin mừng dạy cái điều đó. Nhưng mà đi đường hẹp là đi như thế nào? Thưa cha, đi đường hẹp là không có đi đường rộng cha. Tôi hỏi không đi đường rộng là đi như thế nào? Thưa cha, không đi đường rộng là cứ đường hẹp mà đi cha. Thì ra nó cứ quanh quẩn, nó chỉ có nghĩa đen thôi, không có một cái gì nó rõ ràng cả. Thế thì bây giờ con đường thánh giá, con đường đau khổ là con đường rộng hay đường hẹp anh chị em? Con đường rộng hay đường hẹp? Chắc không? Chắc không? À, tạ ơn Chúa. Vậy cộng đoàn cho chúng ta một tràng pháo tay lớn đi. À, hiểu ra điều đó là quá tốt đấy. Đấy, đấy là đi đường gì? Đường hẹp. Đường hẹp với đường rộng đó, đi thì mỗi một con đường đi để mà tìm ra ý của Chúa thì nó khác nhau như thế nào? Đi đường rộng thì nó như thế nào nào? Đi đường rộng nó như thế nào? Ở San Jose này, đã lâu lắm tôi quay trở lại. Hồi nãy đi với một anh chở tôi từ ở chỗ sân bay về đây. Tự dưng tôi thấy các cái con đường thì vẫn bằng đấy con đường, có khác lạ lắm đâu. Nhưng mà nhà cửa chung quanh thì khác lạ, điều đó thì dĩ nhiên rồi. Bởi vì xét cho cùng thì tôi ngày xưa sống ở San Jose này, và trước khi vào nhà dòng thì đã từng sống ở cái con đường gọi là đường Center Road ấy. Rồi thì gần cái nhà thờ Maria Goretti. Và cái hồi đó nhà thờ mà chú Ba Ngôi này ấy, làm lễ là còn quay về phía bên kia kìa. Cho nên là các cái đường chung quanh thì tôi biết hết này. Có một cái lạ là tôi thấy cái gì cũng đổi, nhưng mà có một vài cái không đổi là nguyên mấy cái dãy nhà mà đi từ dọc cái con đường kinh này.
Các cái nhà nó vẫn vậy, rất là khiêm nhường, nó cứ vậy không thấy xây lại. Mà mấy chục năm như vậy không biết làm sao mà nó bền như vậy, tôi không hiểu. Mà nhìn cho kỹ thì thấy Việt Nam ở rất đông. Bởi vì nhìn thấy cái vườn là biết ngay là Việt Nam ở rồi. Anh chị biết tại sao không? À, trồng toàn gì? Trái cây. Rất đẹp, xinh xắn, mát. Nhìn vào là thấy gọi là no lòng. Cây trồng nghĩa làm sao? Tất cả mọi chỗ, cây gì cũng có, chẳng có thứ tự gì cả. Nhìn thì vẻ đẹp, nó chỉ là những cái vẻ đẹp gọi làm sao là khi nó ra quả thôi, còn nhìn chung chung thì nó như là cái rừng. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là đằng trước nhà thì thấy làm sao? Đầy giày đầy dép để ở nhà. Thì đúng là nhà Việt gì? Việt Nam. Nhìn là rõ lắm. Thì tôi thấy không có gì lạ. Nhưng mà có cái lạ là cái con đường quanh quanh đây hình như nó càng ngày nó càng hẹp lại phải. Tôi có cảm tưởng như vậy. Thế lúc mà nhìn ra thì thấy đúng rồi. Họ vẽ cái làn ranh ấy, thì bây giờ họ chia lại cái làn ranh ấy, thì bây giờ nó chỉ còn có hai cái đường để mà lái xe ô tô đi thôi. Còn cái đường sát với lại cái lề đường họ dành để làm cái gì nhỉ? À, xe đạp đi. Tôi thấy có một sự thay đổi. Và vì vậy con đường San Jose, con đường tỉnh ta đi ngày xưa, bây giờ nó làm sao? À, nó hẹp lại. Và khi lái trên con đường hẹp đó thì tôi cảm thấy nó cũng không có thong dong như ngày xưa. Mà nhớ ra đến đây mà nó làm sao nó muộn thì đâm ra lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Nên là lái trên con đường hẹp thì lòng bắt đầu làm sao? Bối rối. Có không? Có đấy. Đi đường hẹp. Và con đường rộng thì như thế nào? Ngày xưa cái xa lộ mà Capitol Expressway ấy, cách đây 30 năm về trước ấy, lái xe đúng là express mà. Express là nó làm sao? À, nó nhanh. Ra đấy là nó làm sao? Nó vun vút đi, nhanh lắm. Chạy một mạch là lên đến cái con đường Ebon. Rồi đến qua cái thung lũng hoa vàng của những cái cây gọi là cái cây... cây gọi là cây cải vào cái mùa xuân để dẫn đến cái đại học. Bốn chung quanh còn thấy toàn là gì? Là đồi với ruộng thôi, phong phong. Thế mà bây giờ cái anh lái xe tôi bảo, thưa cha, tôi hỏi chứ sao anh ấy, anh ở đây nó có cái người ta gọi là xa lộ đấy anh ạ, đi nó nhanh đấy. Tôi muốn nhắc khéo anh vậy. Anh bảo, thưa cha, Chúa Giêsu chê rằng dại dột, đi ra freeway giờ này chỉ có đi gọi làm sao, đi ra ngoài đó là chỉ có gì? Kẹt xe hả? Thưa anh chị em, người văn minh không ai gọi là đi ra ngoài đấy mà đi kẹt xe, nghe người ta sợ lắm. Người ta nói San Jose mà ra xa lộ mà Capitol Expressway nó kẹt xe thì lần sau ai dám đến thăm San Jose nữa. Mình bảo là San Jose của chúng tôi có thung lũng hoa vàng, có đường cao tốc, chạy nghĩa là đi như đi kiệu. Người ta nghe vậy ta thánh thiện, bận sau người ta còn về lại xa lại San Jose người ta thăm chứ đấy. Bảo đi nó kẹt xe lắm, bận sau ai dám đi. Rõ ràng là đường gì? Đường rộng. Mà ai cũng rổ ra đường rộng thì hóa ra nó trở thành đường gì? À, đường hẹp, đường chậm. Đường hẹp khác với đường rộng chỗ nào? Thưa anh chị em, khi tin mừng nói là con hãy đi cái con đường hẹp. Bởi vì đường hẹp nó dẫn con vào gì? Vào nước trời. Dễ dàng. Rất là dễ dàng. Như thể là con lạc đà chui qua lỗ gì? Lỗ kim thì dễ hơn là anh nhà giàu mà bước vào nơi gì? À, nơi phúc hạnh. Thế thì bây giờ chúng ta nghe như vậy chúng ta sẽ thấy là nó có vẻ nghịch nghĩ, nhưng mà nghĩ cho cùng có lẽ đúng thật. Cái người mà đi đường rộng thì nó như thế nào? Là bởi vì đi đường rộng thì có chướng ngại vật không, thưa anh chị em? Đi đường rộng có chướng ngại vật không? Đâu có chướng ngại vật đâu. Nhắm mắt mà gì? Mà chạy. Nhưng mà nếu con đường nào mà nhắm mắt mà chạy thì có phải tự nhiên nó được như vậy không? Hay là đã được sắp xếp như vậy để ta đi vào cái con đường đó thì ta mới có thể gọi là nhắm mắt mà chạy? Mà nếu như con đường đã được sắp xếp như vậy để mà mình cứ việc là nhắm mắt mà chạy tự do và nhanh thì như vậy chúng ta có tự do đâu nữa. Bởi vì cái tự do ta đang lái nhanh đấy là do sự sắp xếp của người gì? Người khác rồi. Thế thì hóa ra Chúa dạy là ai đi đường rộng
thì coi chừng mình đang đi vào cái con đường mà người khác người ta đang uốn mình vào, mình tưởng mình tự do mà hóa ra mình không có tự gì, tự do. Trong khi cái anh mà đi đường hẹp thì anh bắt đầu phải đối diện với những chướng ngại vật xung quanh anh ấy. Thưa có không anh chị em? Có. Lái xe con đường gọi là con đường kinh này mà không khéo coi chừng thế nào cũng bị gì? Bị tai nạn. Bởi vì người ra đi va đi vào đông lắm. Và nhất là cái con đường mà gọi là cái con đường nó gọi là đường gì này, đường kinh với đường cắt ngang là con đường gì tôi quên mất tên rồi. Hả? À đường Chu Lì. À. Nó còn có con đường nó mắc láo liên nó nằm ở chỗ nào nha. Ở đây còn gọi là mắt láo liêng nữa không? Hay là quên rồi? Ngày xưa cứ mỗi một lần về đây tôi hỏi. Bây giờ tôi chưa có đi tu. Cứ cuối tuần xong rồi nhiều khi phải chở đám trẻ trẻ đi làm việc cho các em thiếu nhi, xong rồi dồn hết một cái xe cả tạch cả tàng, cứ người nọ chở người kia. Lắm hôm các bà mẹ cũng xin được đi quá giang, hỏi bác đi đường nào. Ê, mắc láo liêng ấy. Ở mắc lâu liên ở chỗ nào mà ôi giời ơi, ở đây mà không biết mắc lâu liên ở đây thế mà đòi lái xe dở hơi thế. Sau này mới biết là mắc lắp linh. Về đây mà không biết mắc lâu liên thì không phải là người san gì, san hôi dê. Thế thì mỗi một lần mà đi cái con đường đó đó thì qua cái ngã tư ấy, cái con số người băng qua đường nhiều hay ít? Nhiều lắm. Đèn xanh thì nó chỉ cho chớp có bao nhiêu? Chỉ vài phút thôi. Mà vô phúc mà lại nguyên một đoàn người người ta băng qua đường mà mình phải đứng gì, đứng chờ trước khi quẹo gì, quẹo tay mặt. Anh chị em lúc đó thì như thế nào? Và nhất là có những người đi thì lại chẳng chịu đi nhanh mà cứ làm sao đi như kiểu gọi là đi giữa trời ta, ta đứng, đất ta, ta bước, nghênh ngang, ta nhìn ngó trước ngó sau, không thấy được khuôn mặt của bác tài đang đứng chờ. Những lúc như vậy lạy Chúa tôi muốn nổi gióa. Tôi biết anh chị em sao, có những lúc như vậy tôi bảo lạy Chúa mẹ ơi, thả những người này đừng sinh ra thì hơn. Có người đi làm chứ mẹ. Đến lúc mà mình đứng ở đấy rồi, họ qua được cái nơi rồi thì mới quẹo được có một xe, còn bao nhiêu xe khác phải đứng gì, đứng chờ. Khổ lắm. Cho nên là đi đường hẹp nó như vậy đấy. Mà nói xin lỗi anh chị em nhé, quẹo tay mặt ấy thì cũng phải để ý. Đừng có tưởng là cứ thấy gọi làm sao nó trống trống là cứ quẹo cái phạt một cái. Trong khi ở bên kia họ băng qua đường, mặc dù là nó chưa tới, nó còn đang mới có bước xuống cái lề đường thôi. Thế mà mình cứ nghĩ là nó phong phong như vậy là mình làm sao? Quẹo cái phạt một cái bên tay mặt là mình chạy đi. Thưa anh chị em, chạy lúc đó thì bị cái gì nào? Hả? Bị cái gì? À, đấy. Bị phu lít ông ấy gọi lại. Rồi bị cái gì nữa? Mấy trăm bạc. Vì cái tội gọi là không chờ người đi gì? Đi đường, đi bộ hành. Có không? Có. Và trong những người bộ hành đó thì lại có vô số các cụ nhà mình đi lại còn hiên ngang, xách theo cái xe tăng đi nữa. Đi một lúc rồi đến gặp nửa đường mệt quá thở, xong rồi bắt đầu quay lại ngồi lên cái xe xong cứ thế này lấy cái chân đẩy. Những lúc đấy tôi bảo cho các cụ của hiên ngang thật, những người đi đường hẹp như các cụ hóa ra lại sướng hơn những anh đi đường gì, đường rộng mà nhanh như những anh lái xe ô tô như chúng tôi đấy. Thế nhưng mà mỗi một cái chướng ngại vật thì cái người điều khiển cái con đường đi của mình thì lại phải làm sao? Phải tìm cách gì? Lách. Rồi gì nữa anh chị em? Rồi bước qua, rồi ngừng, rồi tìm cách đi gì? Đi tiếp. Có không? Có. Về Sài Gòn, về Việt Nam thì đi đường hẹp là chuyện thường. Có những cái tôi không hiểu làm sao mà họ lái xe cái con hẻm nó có một tí như thế này, mà nào phải nó thẳng một đường đâu. Nó chạy xong nó ngòng ngoèo, nó góc cuôn. Có những cái ngóc ngoèo nó chỉ gọi là đủ để làm sao uốn người qua một cái. Thế mà vẫn có những cái xe taxi. Tôi bảo thôi thà cho tôi xuống ở dưới đây để tôi đi bộ vào. Cái anh tài xế nhất định không cho. Cứ thế bảo bác cứ ngồi yên đấy, em chở bác đi.
Tôi bảo đi kiểu này biết bao giờ mới tới. Miệng mình ở trong lòng của mình thì lo, ông ấy thì cứ thư thả ông lái, mà ông lách làm sao thế mà đi phần phọt đi tuột vào trong cái ngõ hẻm. Tôi cũng phục thật. Mà rồi cái việc kế tiếp tôi đặt câu hỏi là làm sao bác ra được. Và bác thế, bác cứ để xem, em sẽ ra cho bác xem. Thế thì tôi chịu thua, tôi không biết làm sao. Vào ngay con đường đấy, ngõ cụt. Mà đường thì nó em nó sát với cái xe như thế này này, nó chỉ hở được một tí như thế này. Tôi bảo làm sao mà ông ấy lui ra được. Ông bảo chứ thưa bác, cái khó nó ló cái khôn bác ạ. Bác đứng lên bác xem, em lách cho bác xem. Ông gõ cái cửa, mấy người hàng xóm ấy, nói chuyện gì không biết, người ta mở cái cửa của người ta ra. Thế ông đem ông chùi vào một tí. Ông cứ lùi vào một tí như vậy. Thế cũng bảo nhau à, thôi cái anh này cũng khốn khó làm việc thì cái người nói tử tế. Thế mà lùi vào xong cái là cái đuôi lùi ra. Mà ra được. Tôi bảo lạy Chúa tôi thiên đàng, chỉ toàn người Việt Nam mới vào thôi. Mỹ không có tài nào mà vào được nước thiên đàng. Ừ. Anh xem có thấy cái đó bao giờ chưa? Chưa thấy bao giờ à? À đấy. Bây giờ không biết là cứ thử đi. Về đường Trương Minh Giảng cũ đấy, đi vào cái chỗ gọi là cổng xe lửa số 6, đi vào trong cái khu đó là biết. Hay đi vào khu bàn cờ là biết. Có biết bàn cờ nằm ở đâu? Có biết chợ bàn cờ nằm ở đâu không? Lạy Chúa tôi ngồi đây quên hết rồi. Dân ta ơi. Đấy. Ở Sài Gòn mà không biết cái khu bàn cờ chằng chịt. Còn ngoài Hà Nội vào những cái ngõ hẻm tí như thế này, cái đường mà gọi là để xe, gọi là xe Honda đi thôi cũng không lách được. Thế họ lách được tội lạ. Thì ra cái người đi đường hẹp là người dùng vận dụng hết tất cả cái khả năng của mình để làm gì? Để luồn, rồi để gì? Để lách. Và mỗi một cái luồn, mỗi một cái lách để mà tiến tới tiếp tục con đường đi, thì là mỗi một lần như vậy là một cái sáng kiến, một kinh nghiệm. Và một sáng kiến, một kinh nghiệm thì dạy con người ta dạng dĩ khôn ra. Cho nên hình như họ chủ động, họ có cái sự tự do riêng của họ để họ tiến tới. Trong khi những anh đi đường gọi là đường rộng thì mất đi cái khả năng đó. Nhận định ý Chúa khi đi đường hẹp là Chúa dạy ở chúng ta làm sao? Là con phải tập đối diện với những cái bất trắc của cuộc sống để làm gì? Để cho mình biết cách mà vươn tới một bước nữa. Không ai bảo là mình phải chạy nhanh, nhưng mà để con vươn tới một bước nữa, để con gì? Con cứ từ từ con tiến. Đấy là đi đường hẹp. Cuộc sống gia đình chúng ta sẽ có những khoảng khắc như vậy. Có những cái bế tắc của đời sống gia đình nó lớn lắm. Nhưng nếu mang một cái ước vọng và ngồi ở đây mà phóng ảnh một cái câu trả lời thật là lý tưởng mà mình thì không bao giờ cho phép mình tiến tới, thì không bao giờ anh chị em có thể nhận định ra ý Chúa. Và anh chị em sẽ cảm thấy đau khổ, và nó dằn vặt tâm lòng của anh chị em đến cái mức độ là anh chị em có thể dằn vặt đến mức độ anh chị em có thể nản lòng và nản lòng niềm tin với Chúa được. Tìm ý Chúa bằng cách đi đường hẹp. Tìm ý Chúa bằng cách nào nữa? Tìm ý Chúa bằng cách đi khấn nào. Có nhiều người nói với tôi như thế, thôi giờ đi mình phú thác hết cho Chúa thì Chúa dẫn đường mình đi. Tôi làm việc với sinh viên, thỉnh thoảng có một vài em nó cũng đang tìm hiểu ơn gọi ấy. Tôi cũng thương nó lắm. Hỏi giờ con muốn tìm hiểu ơn gọi thế con đã có ở trong cái viễn tượng của con là con sẽ đi vào dòng nào hay là đi vào cuộc sống như thế nào chưa? Bảo thưa cha, chưa. Bảo ủa, hình như con có chia sẻ là với cha là con muốn tìm ơn gọi mà. Bảo vâng. Bảo con không biết là con chọn cái gì. Bảo không, con đâu cần phải chọn gì đâu thưa cha, Chúa sẽ chọn cho con. Con tin tưởng, con quan phòng phú thác, Chúa sẽ chọn cho con. Đúng không? Anh chị em thấy sao? Đúng không? Đúng không? Ừ. Các sơ thấy sao? Đúng không? Đây có sơ nào không? Ừ. Tôi không thấy sơ nào cả. Tạ ơn Chúa.
Có sư à? À thế à? Thế thì tôi phải giữ mình. À đang chỉ ở thế đấy. Oh, ok, phải giữ mình. Trêu các sư một chút là thế nào cũng bị các sư mắng cho. Đúng không? Thưa sai hoàn toàn. Sai bét. Tôi bảo con đấy con. Còn phú thác hết rồi Chúa sẽ dẫn đường con đi. Chúa sẽ chỉ cho con đi. Thì đến lúc mà con bắt đầu con sắp sửa ra trường là con đi đâu? Bảo con không biết nữa, nhưng mà con biết thế nào Chúa cũng dẫn dắt con, Chúa quan phòng sự tốt cho con. Nên con không nghĩ tới làm gì. Nhưng mà đến cái ngày đó làm sao con quyết định? Con quyết định sao? Bảo thưa cha thì bây giờ bốc thăm. Bây giờ viết ra một lúc 4 năm cái lựa chọn. Xong rồi bỏ trong cái gọi là cái tô ấy, lắc bầu cua. Đến trước gọi là nhà tạm Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con được lòng ao ước khao khát phục vụ Chúa. Lắc 3-4 cái hồi nó ra cái nào đi cái đấy. Tôi bảo con ơi con làm như vậy thì những cái người con sẽ nghĩ là những người họ lập gia đình thì sao? Bây giờ làm sao biết cái người đó là người mà Chúa định cho mình để mình ăn ở với nhau chọn đời chọn kiếp? Lắc bầu cua à? Ở đây ai muốn lắc bầu cua không? Giơ tay lên xem nào. Sau 30 năm sống với nhau, ai muốn là xin Chúa cho con một lựa chọn khác bằng cách lắc bầu cua? Giơ tay lên. Có ai dám không? Có ai dám không? À không rồi. À nhưng mà trong lòng có thích không? À không à. À không bao giờ tư tưởng đến cái ý nghĩ đó. À không tư tưởng cái ý nữa đấy. Lòng con là thỏa mãn những gì con có, phải không ạ? Thiên đàng gần anh lắm rồi. Mà cái giống thiên đàng gần là coi chừng Chúa gọi lẹ đấy. Anh là người hạnh phúc nhất trong những người ở đây. Bởi các người nam, bởi người nữ mà sinh ra chưa có ai có niềm tin như anh ấy. Thưa, tìm ý Chúa không phải là phu hết tất cả cho Chúa, khoáng trắng cho Chúa. Và không bao giờ đặt ra cho mình một câu hỏi lạy Chúa: nếu có sự tự do lựa chọn thì lạy Chúa, con chọn cái này thì Chúa nghĩ như thế nào, Chúa sẽ cho như thế nào? Có bao giờ đặt cho mình câu hỏi đó không? Thế mà khi đau khổ vất vả và những cái khốn khó nó tới, lại dám đến với Chúa và nói: con chọn cái này đó, bây giờ Chúa có bằng lòng không thì bảo, còn không chịu là thôi, chia tay, đường ai người đấy đi. Khổ vậy. Có đúng như vậy không? Đúng không? Đúng. Ở với nhau bao nhiêu năm trời mà bây giờ đến cái lúc này rồi, không còn kiên nhẫn với nhau nữa, đau khổ nó tới, tìm hiểu ý Chúa, bây giờ làm sao đây? Một là ở, hai là gì? Là đường ai đấy đi. Ở đây có ai phải đối diện những cảnh đó, hoặc thấy ai đối diện những cảnh đó bao giờ chưa? Thì làm sao đây? À thì đi thôi. Giữ người ở chứ không ai giữ người đi, phải không ạ? Ông đi, cho ông đi. Còn phần ông thì ông nghĩ làm sao? Bà cho tôi đi thì tôi được làm sao? Tôi được ơn giải thoát. À, có phải vậy không? Thưa đâu phải vậy đâu. Thưa không phải vậy. Tìm ý Chúa là một cuộc vật lộn ở trong nội tâm của con người. Và tìm cái sâu thẳm ao ước mà mình vì lý do này lý do khác, hoặc là bởi vì mình nhát, hoặc là bởi vì mình quá ư là ươn hèn, không bao giờ cho phép nó gọi là trỗi lên trên bề mặt, hoặc là mình cảm thấy bối rối đến mức độ không biết phải chọn cái gì để bây giờ thôi, mặc kệ để cho sóng đời nó làm sao xô đẩy chúng ta. Thưa anh chị em, tất cả những cái đó là những cái rất sai. Trong Thánh Kinh dạy ở chúng ta, có một người dạy ở chúng ta cái cách nhận diện ra ý của Chúa. Và người đó tháng này là tháng gì? Tháng 3. Anh chị em có biết người đó là ai không? Thánh Giuse. Thánh Giuse là người giúp cho chúng ta nhận ra ý Chúa. Thánh Giuse mà giáo hội thường gọi ngài là đấng gì anh chị em? Ở đây có ai quen thuộc về Thánh Giuse mà giáo hội thường tặng cho ngài một cái tước hiệu gọi ngài là vị thánh của đấng gì? Gọi ngài là đấng gì? Đấng công chính. Có nghe cái chữ đó bao giờ chưa? Có nghe bao giờ chưa? Có.
ở Việt Nam ấy, ở Sài Gòn ấy, ở chỗ ngã tư Bảy Hiền, nó đi xuống một tí nó lại có một cái chỗ gọi là đài Thánh Nhu Xe. Người ta đến người ta khấn, người ta cầu nguyện dữ lắm, người ta cứ bảo đến khấn Thánh Nhu Xe đứng công chính. Hỏi tại sao vậy? Bảo ở chỗ đó là cái, mà thật sự ra nhìn cũng phải là cái gọi là cái một cái đền, cũng chẳng phải là nhà thờ, mà nó là cái nhà hưu của các cha. Rồi có một cha có sáng kiến, có lòng mộ mến Thánh Nhu Xe để tượng của ngài ở đó, rồi thì làm một cái đài thôi, rồi hiến thánh cái đài đó để Thánh Nhu Xe đứng ở đấy. Và đi vào cái con đường chỗ đó thì thật sự ra vô đó là vô ngõ cụt, vì không có lối ra. Người ta vào đó người ta khấn, biết được hay không, mà tôi cứ thấy như là thiên hạ đi ra đi vào đông lắm. Bởi vì tôi đi vào cái nhà dòng gọi dòng các sơ Mân Côi, cho nên là vào cái chỗ trụ sở trung ương của họ ngay sát bên, thì các sơ bảo tôi hỏi các người ta đứng dọc dọc ở đây làm gì, mà tại sao tôi thấy ngoài này cứ đứng, người ta đứng, người ta bán hoa ngoài này. Ủa, các sơ ở trong đây có tòa Đức Mẹ, người ta đến người ta viếng hay sao mà thấy hoa? Mà không, thế cha, ông Thánh Nhu Xe đấy, ở đâu? Ở ngay sát bên. Thì thấy có thật, nhiều người đứng, phần lớn là không có cái giờ đóng cửa, thì cứ đứng ở ngoài ngóng vào, xong rồi cứ thế, nghĩa là nhìn rồi lầm bầm cái gì không biết. Thì một chục huệ đưa cho ông Thánh Nhu Xe để biến mất thăng luôn. Thánh Nhu Xe là đứng công chính, công chính. Công chính nghĩa là gì? Tại sao công chính lại giúp cho chúng ta nhận định ra được cái mà ta gọi là nhận ra ý Chúa? Thứ nhất, cái từ công chính đó, nếu mà nhìn theo cái chữ gọi là Hebrew, tức là chữ Hi-ba đó, có nghĩa là Sedaka. Công chính nghĩa là Sedaka. Và khi hỏi đến cái chữ công chính thì tôi bắt đầu tìm hiểu, thì nó mang ý nghĩa đó là trong đó nó thoát tỏa một cái đức tính, thứ nhất là công bằng, chính trực. Và trong cái công bằng và chính trực đó, thì cái đối tượng mà cái người sống đó, và cái nhân đức mà người đã sống, và người ta nhận ra người đó là người công bằng và chính trực đó, thì thường cái người đó là cái người tiếp cận và sống rất gần gũi với những cái người mà thấp bé ở trong xã hội. Bởi vì công bằng thì những người thấp bé bao giờ cũng bị cái tình trạng là bị áp bức. Cho nên chính vì như vậy, một người công bằng và chính trực là một người rất gần với những người hoàn cảnh mà họ thường không có. Họ không có được cái cơ hội để có thể gọi là có ăn, có nói ở trong xã hội. Rồi gì nữa? Vì cái đức tính đó, cho nên cái người này là người luôn luôn sống phải có một cái kỷ cương, và cái ta gọi là một cái discipline, tức là một cái kỷ luật riêng của mình, và sống trong một cái nguyên tắc nào đó mà nó ngay thành, nó ngay lành. Và cái ngay lành đó được mọi người ai cũng nhận ra. Và khi họ sống với cái hình ảnh và cái giá trị ngay lành đó đó, thì họ cụ thể hóa bằng cách là họ vươn tới nó mỗi ngày mỗi nhiều hơn, mặc dù trái đắng trong cuộc đời họ đầy rẫy. Mà bởi vì họ bắt đầu vươn tới nhiều hơn, cho nên là nhiều người biết tới họ. Vì thế một lần nữa, đối tượng của người công chính lại là những người không phải là những người có lợi thế ở trong xã hội. Vì vậy đòi hỏi một cái đức tính nữa là sự ngay lành và cái lòng ta gọi là bác ái và tình yêu. Thánh Nhu Xe được mang cái ý nghĩa của đấng công chính Sedaka là bởi vì nó thoát tỏa cái giá trị đó. Thế thì cái gì trong cuộc đời của ngài dạy cho chúng ta được cái đức tính và cái giá trị đó? Tìm hiểu ra ta thấy rõ. Thứ nhất, thời đó ở cái tuổi của Thánh Nhu Xe thì khối người lập gia đình là chuyện gì? Chuyện thường. Là chuyện thường. Câu hỏi đặt ra, người ta bảo là ông Thánh Nhu Xe theo truyền thống của giáo hội Công giáo thì nói ngài là người làm sao anh chị em sống trọn vẹn để mà làm cha nuôi Chúa Giêsu
và là bạn thanh sạch cho Đức Mẹ. Cho nên Ngài là người sống đời sống lặng lẽ, một cách nào đó là sống trong đức trinh sạch, độc thân. Ta hiểu thế, thôi thì biết, thì chúng ta cũng tôn trọng cái điều mà giá trị niềm tin đó giáo hội cho chúng ta thấy cái điều đó. Mà xét cho cùng thì không phải ai thời đó cũng lập gia đình, là bởi vì có những người, người ta đã không sống lập gia đình bởi vì có một cái phong trào là người ta đang ngóng đợi đấng thiên sai đến để san bằng những đau khổ và những cái mất mát của cuộc sống. Và bởi vì đấng thiên sai đã sẽ đến rồi thì việc gì tôi phải lo những cái chuyện mà gọi là phải rắc rối nhiều trong cuộc sống. Chả thế còn có một cái nhóm người họ chối từ những cái bả danh vọng của cuộc sống, và họ rút lui vào cái chỗ thanh vắng, họ lập thành một cái cộng đoàn riêng đối với họ, họ sống một cái cộng đoàn nam riêng, rồi thì nữ riêng nữa, để sau này những người mà đi khảo cổ những cái nơi mà Kinh Thánh kể thì họ tìm được dấu vết của những cái khu trại mà những cái người đó sống. Ta gọi những người đó là những người thuộc nhóm phái Essene. Nó có. Chỉ có cái khác là nếu như Thánh Giuse ảnh hưởng bởi những người này thì Ngài lại không sống riêng vào trong cái gọi là khu xóm hoặc là cái trại đó, mà Ngài lại sống giữa lòng đời. Ngài kết ước và Ngài đã đính hôn với lại Đức Mẹ Maria. Tuổi đời của Ngài và Đức Mẹ thì anh chị em nghĩ rằng là hai người ngang tuổi nhau hay là chênh lệch tuổi tác nhiều? Ở đây ai nghĩ, ai biết? Thánh Giuse lớn tuổi hơn Đức Mẹ nhiều không? Nhiều không? Chắc không? Sao mình biết? Và thưa cha, vào trong nhà thờ có thấy ông Thánh Giuse nào trẻ đâu. Mà cái này đúng quá anh chị em ạ. Tôi nói thật anh chị em, cái lần đấy tôi đi, không biết tôi kể cái chuyện này cho anh chị em nghe chưa, tôi đi giảng tĩnh tâm ở một cái nơi đấy vào cái dịp mùa vọng, người ta làm hang đá. Đã kể cho anh chị em nghe chưa? Chưa. Người ta làm hang đá, người ta để vào mùa vọng thì thường thường thì hang đá vào mùa vọng thì họ bày cái gì ra trước nào? Ở đây có thấy cái hang đá mùa vọng như thế nào không ạ? Hả? Thứ nhất là hang đá mùa vọng thì có gì? Có mang lừa, có không? Có. Có rơm, có cái phải không ạ? Rồi có cái gì bên trong rồi đấy? À, thấy họ bày tượng ông Thánh Giuse, rồi bày tượng gì? Đức Mẹ. Rồi bày tượng các mục gì? Mục đồng, chiên, rồi nó quanh quẩn ở đấy. Có không? Rồi thì người ta bày tượng Chúa Giêsu không? Có không? Không. Họ không bày tượng Chúa Giêsu, mà đợi cho đến đêm Giáng sinh họ mới rước Chúa Giêsu ra và họ đặt vào trong máng gì? Máng cỏ. Có để ý thấy cái này bao giờ chưa? Có không? À, thì cái lần đó cái cộng đoàn đó tôi không nói ở chỗ nào nhé. Tôi không bảo là ở tiểu bang nào để xin tội ra nhé. Thì tôi đến cái thì cái năm đó thì cộng đoàn Việt Nam được giao cho cái nhiệm vụ gọi làm sao làm hang đá cho nhà xứ. Bởi vì cộng đoàn Việt Nam thì sống sát nhập với lại cộng đoàn của cả giáo xứ cũng như chúng ta ở đây vậy. Thế thì hang đá thì năm đó được làm theo kiểu Việt Nam. Kiểu Mỹ thì làm đơn sơ lắm, chỉ có một cái gì, cái nhà tròi, rồi thì một vài cái đống rơm. Mọi năm vẫn làm như thế. Năm nay giao cho Việt Nam thì tự dưng cái cảnh hang đá nó khác ngày. Biết ta khác làm sao không? À, thấy bắt đầu hang đá mọc gì? Mọc lên. Mỹ phục lắm, ông bảo trời, Việt Nam sao mà đá ở đâu mà vác về mà xếp chồng xếp đống là như thế kia, mà cao như thế kia mà không thấy nó đổ xuống, không thấy gọi là nguy hiểm, không thấy gọi là chênh vênh như vậy mà không biết làm sao được. Đâu có biết rằng nó toàn là bằng giấy thôi. Thế rồi thì cũng làm nhà tròi, cũng để tượng Thánh Giuse để cái. Và cả ba tuần mùa vọng chẳng ai để ý gì cả. Lần đấy tôi về tĩnh tâm tôi nhìn vào tôi bảo ủa, tôi bảo tại sao ông Thánh Giuse mà sao trông Đức Mẹ thì trông trẻ vô cùng, mà ông Thánh Giuse thì trông lại Chúa tôi giống như là ông ngoại đứng gần cháu, mà cũng thấy quỳ chắp tay ở đấy. Tôi mới hỏi cái ông mà làm hang đá và bày ra, tôi bảo bác ơi, bác bộ tượng Giáng sinh này thì đây là ông Thánh Giuse. Bảo vâng thưa cha, Thánh Giuse đấy. Thánh Giuse quỳ đang chầu Chúa Giêsu, chờ đến ngày 24 là mang Chúa Giêsu ra.
Đức mẹ cũng quỳ chầu ở đấy, ông Thánh Du Xe cha. Tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên. Tôi bảo chứ cái kho để tượng ở đâu? Bác dẫn tôi vào xem là nó còn bao nhiêu bộ tượng ở trong đấy. Cháu muốn xem thì vào xem. Ba vua để ở trong đó, hôm nay mới mang ra chứ không mang ra vội. Chỉ có vài con chiên thôi, còn chăn chiên chỉ cho vài thằng thôi, chứ không có cho ra nhiều. Vì chúng nó còn đang đi chăn ở ngoài kia kìa. Cho vào đây nhiều quá nó mất việc chả. Nên tôi vào tôi xem mấy nhà kho, tôi nhìn tới nhìn xuôi tôi bảo ô, ông Thánh Du Xe kia kìa. Thì ra là ông ấy không nhận ra là ông Thánh Du Xe, là bởi vì ông Thánh Du Xe người ta tạc, ông không cầm gậy mà ông không quỳ, ông đứng mà ông cầm cái đèn như thế này, mà ông lại rất trẻ. Tôi bảo đấy là Thánh Du Xe đấy bác ạ. Và cha có nhầm không vậy? Đức mẹ như vậy mà cho một cái ông trẻ đứng nhố nhăng gần bên vậy à? Ông Thánh Du Xe phải nghiêm trang là đứng giữ gìn đức, gọi là đồng trinh thanh sạch. À mà để cho cái ông trẻ mà nhố nhăng như vậy là mục đồng như xong Thánh Du Xe được. Tôi nhầm Thánh Du Xe vậy đấy. Thì ra ông lấy cái tượng ông mục đồng cho đứng gần đức mẹ. Đấy. Cho nên từ hôm nay vẫn cứ nhầm tưởng là ông Thánh Du Xe thì lớn tuổi hơn đức gì? Đức mẹ. Thật sự Thánh Du Xe chỉ nhớ lên đức mẹ gì? Vài tuổi thôi. Chúa ơi, đức mẹ đâu với nỗi ế quá vậy. Không có ai lấy phải lựa một cái ông đáng tuổi cha mình à. Chúa ơi, các xím nhà mình hay thật đấy. Bây giờ tôi hỏi các chị, bây giờ các chị thích đứng gần ông trẻ hay đứng gần ông già nào? Hả? Ui dồi ôi, trước mặt cộng đoàn còn xin xưng thú. Còn thích đứng gần ông lão, ông trẻ. Chị nói như vậy là các ông mới về nhà, các ông tủi thân chứ. Chúa này chồng mình. Ở đấy cha lấy xem đấy. Lúc còn trẻ đó thì coi phong độ như vậy, giờ về coi con không ra cái gì cha, khổ tội. Cái gì cũng mắng, cái gì cũng làm. Nói thật, xin lỗi các chị, tôi nói thật. Tôi xin van các chị, tôi lạy các chị. Các chị nhiều khi ấy, chồng mình thì mình cũng phải thương, mà cũng phải biết cách mà chiều tí chứ. Ai mà cái gì cũng la, cái gì cái suốt ngày la ông ấy. Ông bảo cha ơi cha, khổ quá cha. Bà ấy suốt ngày bà ấy cứ đì con thôi. Bà ấy làm cho con khổ, bà ấy cứ la con riết con mất cả trí khôn. Thì quốc tịch không đậu này. Thì rớt cả quốc tịch. Ông hư à. Thế đâm ra mình tự dưng là đóng vai gì? Thay vì làm vai vợ làm vai gì? Vai dạy dỗ. Lúc còn trẻ thì gọi làm sao? Gọi là mình là người đầu kê tay gì? Tay kề. Đầu ôm tay kề. Bây giờ về già thì mình đóng vai gọi là bà nội dạy dỗ con à. Chúa mẹ ơi. Bởi thế tôi thấy được thường các ông bảo ông đi xưng tội mà thầy chúa này còn khổ quá cha, bà ấy cứ đì con quá sức, cha phải bảo bà làm sao chứ, con khổ quá con không chịu nổi được. Bà cứ suốt ngày bà ấy cứ la rầy con, làm con mất cả trí khôn. Đi thi quốc tật rớt thì không đậu. Các chị phải thương các ông nhé. Tại sao cha phải tin ông ấy hả? Bởi vì trong các người nam mà được người nữ sinh ra, tôi cũng được người nữ sinh ra, tôi phải thương các ông ấy. À, anh vỗ tay hả? À, vậy thì vỗ tay đi, các anh thì vỗ tay đi. Không thấy các anh vỗ tay to. Thế thì xin các chị vỗ tay cùng với các anh ấy để mà làm sao cho các anh được một cái niềm tin vui cái nào. À. Mình phải hả? Ôi giời ơi, mình thì phải biết làm sao vun chồng mình chứ. Mình phải làm sao, mình phải đo cho ông ấy có cái niềm phấn khởi để ông ấy ra đời, ông ấy tự tin như mọi người chứ. Cứ suốt ngày cầm cố ông ấy, nạt ông ấy riết rồi bây giờ ông mất cả trí khôn. Ngày hôm nay tôi nói đến việc mà định ra thánh ý của Chúa qua cái gọi là gương của Thánh Du Xe. Mà ta được mời gọi là thánh ý Chúa thì thường khám phá ở nơi đi con đường gì anh chị em? Đường hẹp. Mà đi đường hẹp thì nó vất vả không anh chị em? Vất vả. Đi đường hẹp không bao giờ tỏ cho chúng ta cái thuận lợi bước đầu, mà chúng ta phải rất là gian nan bước qua từng gì? Từng bước một.
Và từng cái bước một mình đi như vậy thì dần dần nó cho mình cái sự tự do để mình tiến tới. Người ta bảo về này, cái khó thì nó ló cái khôn. Những cái năm đầu của năm 75, anh chị em có nhớ những cái thời kỳ đó không? Anh chị em nhớ không? Còn ai nhớ không? Cái thời kỳ mà chúng ta gọi là sống không khác gì ngồi bên sông Babylon mà ngồi khóc nỉ non. Còn nhớ không? Nhớ. Có nhớ dịch ghẻ không? Có nhớ dịch ghẻ không? Ở đây ai nhớ dịch ghẻ giơ tay mà. Ồ thế hệ không còn bao nhiêu người nữa à? Trời ơi. Tôi nhớ cái năm đó, nghĩa là năm 75, nước nó bị gọi là thiếu cái chất tẩy. Cả cái thành phố Sài Gòn mà hình như nhiều nơi lắm, ghẻ nó mọc lên, nghĩa là tự động nó cứ mọc lên thôi. Khiếp khủng luôn mà không biết tại sao. Da nó cứ thế nó nổi lên, nó nổi đốm lên thành cái bọt, cái bong bóng ấy. Nhớ không? Mà quay đi chỗ nào cũng thấy như vậy. Bất kể người sạch cũng bị và người gì? Người làm lũ cũng bị. Tôi cảm ơn Chúa là tôi là kỳ đó không bị, mà nhà tôi ai cũng bị. Mà các cha bị nhiều lắm. Đến cái mức độ mà dâng lễ các ngài ngại, các ngài không có gọi làm sao. Các ngài chỉ truyền phép thôi. Rồi các ngài để cho tôi phải giúp các ngài bằng cách, tại vì hồi đó tay tôi không có bị, không biết làm sao. Thì tôi mới nhớ là lúc mà truyền phép xong thì bẻ nó ra, bẻ mình thánh ra xong rồi thì để cầm như vậy và người ta lên chịu lễ thì người ta nhận mình thánh từ ở trong đĩa. Bởi vì tay của ngài cũng bị lở và bị nước. Mà tôi nhớ cái năm đó đó là nhìn trong thành phố chỗ nào cũng bị, mà người ta đồn với nhau bảo là bây giờ phải chữa nhiều cách mà mẹo cũng nhiều lắm. Nào là lấy nước xả, đun nước xả rồi thì làm sao rửa. Tôi nói thật ở đây anh chị em còn có ai nhớ cái đó hay không? Hay là cái thế hệ mà người đó giờ không còn nữa? Nhớ không? Đấy. Tôi cứ tưởng tôi thôi chết rồi, tôi là U70, có mình tôi đứng ở đây. Thì đấy, 60 người ta gọi là U70 đấy. U tức là dưới, under 70 tức là dưới 70 tuổi. Ồ. À thế là không hiểu à? Ồ, đấy, chua thôi. Hay quá. Đấy. Người ta phải nói như vậy cho nó hay. Cũng như năm nay người ta gọi là năm gì? Năm con gì? Con chó. Ở Việt Nam không ai đã gọi cái chữ năm con chó. Không ạ. Người ta không nói năm Tuất, không nói năm Khuyển. Mà mắng nhau, mắng yêu ấy, người ta bảo đời chó. Có nghe bao giờ không ạ? Chó chết này. Giờ cái chỗ chó chết thế này. Nhớ không ạ? À. Thôi để quay cái chuyện này trước đã, xong cái chuyện ghẻ đấy. À. Anh chị em thích nghe chuyện lắm à. Tôi thấy lạ, đi đâu kể chuyện nghe tỉnh lắm. Nói lời Chúa là bắt đầu xìu xìu rồi. Mà nó kể chuyện bừng tỉnh lên. Anh chị em thích nghe chuyện phải không? Đấy, người ta bảo là tôi là cái người lắm chuyện là bởi vì tôi ở giữa những người gì? Nhiều chuyện. Mà cộng đoàn này là cộng đoàn của những người hóng gì? Hóng chuyện. Đấy. Thế thì cái gì ghẻ nhớ không? Người ta bảo lấy nước xả. Ui dồi, củ xả kỳ đó. Bình thường có bao nhiêu đâu. Thế mà đến cái dịch mà đến lúc mà nó có rồi ấy, thì xả đắt vô cùng. Rồi thì người ta đồn bảo chứ hết xả rồi thì làm cái gì giờ? Đến gừng. Mà lấy gừng tắm tỏ tay vào nó cũng vẫn làm sao? Nó lại làm ra tiếp. Rồi người ta bảo nó làm sao? À lấy nước ổi. Thế là nhà nào có cây ổi là vô phúc. Là bởi vì người ta xin lá ổi, người ta xin hết lá ổi rồi người ta lại lấy vỏ của cây ổi. Đến lúc quay đi quay lại chỉ trong một tối thôi cây ổi không còn nữa. Mà ghẻ thì vẫn ghẻ. Đấy. Những cái năm đó tôi nhớ lắm. Thế thì đi đường hẹp là cũng giống như những cái người mà chúng ta phải chịu cái cảnh mà ghẻ lở như vậy. Mà nó có một cái hay này này, khi mà ghẻ lở như vậy đó thì ai đi chợ đi búa đó, tự dưng đồ ăn đồ uống cái đó bán đó, thì nó không còn có cái cảnh gọi là bán nói thách nữa. Tôi không biết anh chị em có nhớ hay không, tôi nhớ. Là bởi vì sao? Bán mà nói thách quá người ta cũng không mua được. Mà tay chân ghẻ lở cũng không có thể nào mà gọi làm sao cắt thịt. Mà cứ thấy người ta tay chân ghẻ lở như vậy mà bây giờ đứng cắt thịt thì ai dám mua. Cho nên là nhiều khi cũng sợ không dám ăn. Mà không dám ăn thì đồ ăn nó làm sao?
nó ế, nó rẻ, cho nên là không ai gọi là nói thách nữa. Thì nhờ dịch ghẻ mà mọi cái nó làm sao? Nó lại gần gũi với nhau. Đấy. Thì ra ghẻ nó làm được nhiều chuyện như vậy. Mà nhờ ghẻ về buổi tối gãi đàn, gãy đàn ấy. Ừ, gãy đàn ấy. Rồi thì nghĩa là có những cái chỗ không gãy được. Cứ này, đưa cái lưng ra xong mà ông gãy cho tôi tí này. Ông cũng lại phải ngồi gãi. Rồi đến lúc mà ông gãi cho bà xong thì bà làm sao? Bà quay lưng để cho ông gì? Ông gãi. Đấy. Những cái đêm như vậy thì tự dưng nhờ cái dịch ghẻ đấy mà ở lại gần gũi với nhau. Nói ra nó hơi phải tội nhưng mà nó thật sự là như vậy. Đấy. Đi đường hẹp là đi con đường mà chúng ta gọi làm sao có cái tự do để lựa gì? Lựa chọn. Đi cái con đường lựa chọn. Thế thì bây giờ nhá, ông Thánh Du Xe. Ông Thánh Du Xe là người giúp cho chúng ta đi cái con đường hẹp nhưng mà đi trong sự công chính, bởi vì tên của Ngài và được gắn liền với một cái tước hiệu là Ngài là đấng công gì? Công chính. Mà tôi vừa kể với anh chị em còn nhớ không? Đấng công chính là người mà sao anh chị em thích nhất, có một cái sự công bằng và chính trực. Mà thường cái công bằng và chính trực đó thì ai là người dễ tiếp xúc với cái người công bằng chính trực? Người giàu người ta có hay đến gặp người công bằng chính trực không? Khó lắm. Buôn bán thì nhiều khi phải có cái gì anh chị em? Có mánh gì? Có mánh lưới. Thời sau năm 75 có một cái từ mà hay dùng, nó đi mánh mung, có nghe không? Bây giờ hết rồi không thấy dùng nữa. Mánh lưới. Cho nên người công chính thì thường thường tiếp cận dễ dàng với những người làm sao anh chị em? Ngoài lề xã hội. Mà chính những cái ngoài lề xã hội đó nó dạy cho chúng ta cái thực tại là cái gì? Là cuộc đời đó, những cái người mà sống và gặp cái cảnh khổ, và người mà người ta gặp những cái cảnh nó không thuận lợi, nó nhiều hay ít? Thường là nhiều. Và vì vậy họ dễ đến với nhau. Và vì thế cho nên cái sự công chính đó, nó phải gắn liền một cái đức tính nữa, là nó tạo cho con người ta cái sự gần gũi và cái tình yêu thương thân thiện nó nảy nở. Thánh Du Xe dạy chúng ta được một cái hình ảnh rất là đẹp. Như tôi vừa kể và pha trò với anh chị em, tôi nói rằng là Ngài lớn tuổi hơn Đức Mẹ không bao nhiêu. Thế mà trong cái gọi là văn chương nghệ thuật thì thường họ tạc tượng Ngài, thì họ để cho Ngài là người rất gì anh chị em? À, rất già. Nhưng mà không phải vậy. Có lẽ là muốn nói là Ngài là người chuân chiên, trải dài, ngày dài, già dặn trong kinh nghiệm, cho nên chứng trạc, trưởng thành. Vì thế khuôn mặt của những người đó thường là những người gọi làm sao? Già tuổi, đứng tuổi. Đấy, anh chị em thấy cái chính trực nó cũng đưa đến cái hình ảnh rất là lạ, là đứng tuổi là phải trải qua. Không thể loại trừ cái sự trải qua được. Nhận Thánh Y Chúa mà lại không bước vào cái trải qua kinh nghiệm, mà lại muốn gọi là bốc thăm, thì không bao giờ có thể đi qua Thánh Y Chúa được. Và Chúa để cho Thánh Du Xe đi qua một cái kinh nghiệm đau chứ không phải thường đâu. Bởi vì một ngày kia khi đính hôn mà mình là người sống công chính, tức là mình không bao giờ ăn ở bất công với người nào khác hết cả. Mà nếu gia đình sắp đặt để mà kết hôn với lại một người thiếu nữ khác, thì chúng ta hiểu là khi mà đã có làm lễ đính hôn thì hai người đó được kể là sống như thế đôi vợ gì anh chị em, vợ chồng. Thế mà một ngày kia khám phá ra người vợ của mình mang thai. Cái công chính của một con người nó đòi hỏi hai sự. Một mặt đó là một cái sự công bằng, một mặt là sự trí chính trực. Công bằng đòi hỏi một con người đó sống làm sao? Phải chia sớt đồng đều. Và luật lệ của Chúa trở thành gọi là đèn soi, và trở thành cái gọi là lối bước của mình. Cho nên mình không thể nào mà gọi sống xa rời đường lối của Chúa được. Và vì thế luật của Chúa nó khắc ghi trong lòng của mình. Và một người đàn ông sống trong sự công bằng như vậy, khi thấy luật lệ của Chúa như vậy, mà nơi cái người mà mình mới có đính hôn thôi, chưa ăn ở như vợ chồng, mà lại có bầu, có mang, thế thì
Một mặt thì là một con người đang đứng trước mặt mình, một người thiếu nữ mà mình yêu mến. Mà đời sống chúng ta biết là Đức Mẹ là gương mẫu cho cái đời sống thánh thiện. Điều đó chúng ta thấy được là bởi vì sao? Mình phải nhìn những cái người mà Đức Mẹ tiếp cận và những chuyện xảy ra trong đền thờ, chúng ta thấy là những cái người sống như vậy có ở trong xã hội. Đơn cử là khi Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng con vào đền thờ đó, thì họ được gặp ai anh chị em? Họ được gặp hai mẫu người, mà cả hai mẫu người này là đều là những người họ sống trông chờ, và họ sống trong cái đời sống gọi làm sao? Độc thân. Chứ có cái đời sống đó chứ không phải không? Đó là ai vậy? Bà ông Simeon và bà gì? Bà Anna. Có nhớ không? Thánh Kinh kể cái đó để chúng ta thấy là đời sống nó có trong cái cuộc sống hạnh đức của hai vị. Thế thì bây giờ với luật của Môi-se, mà một người đính hôn với mình mà ăn ở trái với lại cái gọi là luân lý của luật lệ của Chúa, thì cái sự công bằng đầu tiên là gì? Là mình có cần phải, mình có đương nhiên mà đứng ở đó để mà nói theo cái kiểu là mình dung túng với cuộc sống đó không? Hay là mình phải có một cái thái độ quyết liệt? Mà thái độ quyết liệt của một người kính trọng lời của Chúa là gì? Là mình không thể nào mà mình sống nhập nhạng được. Mình không thể nào mà gọi là sống để sống dung túng, mà cho phép mình coi cái chuyện đó nó không xảy ra được, và mình cứ lờ đi được. Công bằng nó đòi hỏi cái đó. Nhưng một mặt khác, chính trực thì cho chúng ta thấy được cái sự cảm thương và sống hết mực cái sự ngay lành của cái công bằng, của cái công bằng của luật lệ nó dạy mình trong cuộc đời. Và với tất cả cái sự ngay lành đó, đó, cái sự công bằng kia đó, nó được thể hiện bằng cách là chúng ta phải để ké mắt tới với những người mà người ta kém, không có được cái điều kiện như chúng ta, những người mà không được có những cái hạnh ngộ như chúng ta. Vì vậy thành thử ra người công chính dễ gặp những người đau khổ trong cuộc sống. Thế thì bây giờ ở nơi đối tượng của mình là một người đính hôn với mình, một đàng là công bằng của luật lệ, một đàng là đòi hỏi sự chính trực, ghé mắt, tỏ sự ngay lành của yêu thương, cảm thông cho một người cô thế. Thánh Giuse đứng trước cái viễn tượng đó, lòng của Ngài quyết định có dễ không? Dễ không? Đâu có dễ đâu. Khó không? Khó lắm. Và Ngài đã chọn một cái kế hoạch khác, là bởi vì tôi sẽ muốn sống trọn vẹn cho công bằng, bằng cách không dung thứ cho cái điều mà nó xảy ra một cách vô luân lý. Và một mặt khác, tôi không muốn gọi là để cái tình yêu và sự cảm thông cho những cái bất hạnh của kẻ khác mà làm cho người ta phơi bày họ ra cái sự công bằng chính trực của luật lệ, thì sẽ đưa đến cái hậu họa là người này có thể mất mạng được. Thì Ngài chọn cái gì anh chị em? Ngài chọn ra đi. Ngài chọn không đối diện nữa. Và buông gì? Buông bỏ. Và ra gì? Ra đi. Trên công chính đó, ở nơi Thánh Giuse đó, nó như vậy đó. Nhưng mà Chúa có để Thánh Giuse ngừng ở đó không? Chúa có để Thánh Giuse ngừng ở đó không anh chị em? Không. Nếu mà nó ngừng ở đó thì câu chuyện nó đã xảy ra và nó được qua một cái khúc ngoặt khác. Mà Chúa lại để Thánh Giuse đi vào giấc gì anh chị em? Giấc mộng. Cái chữ giấc mộng đó đó anh chị em có hiểu là gì không? Mộng là sống trong cái sự thật của tiềm thức thường ngày nó vẫn xảy ra, mà mình trong lúc nghỉ thì tất cả những cái hiển hiện trong tiềm thức nó nổi dậy lên và nó trình tới trên bề mặt của mình. Cho nên đôi khi đó có những cái mà mình chứng kiến trong cái sinh hoạt hàng ngày mà mình không có tất cả những cái giờ giấc với nó nằm ở trong tiềm thức, đến ban đêm nó trỗi dậy và nó rõ không? Có những lúc nó rõ mùn một, để rồi thì khi chợt tỉnh một cái mình còn nhớ cái giấc mộng của mình không anh chị em? Có không? Có không? Không phải lúc nào cũng có, nhưng mà có không? Có. Mà nó rõ không? Rõ lắm. Thế thì giấc mộng đó đó là một cuộc vật lộn, một cuộc vật lộn của một con người sống trong đời thật, trong một cái hoàn cảnh rất thật. Một cuộc vật lộn mà trong đó nó đối lòng với mình cả vừa mặt lý trí và tâm hồn.
Bây giờ mình phải xử sự như thế nào đây? Mình có xử lý được không? Ở nhà bây giờ cứ xử lý thôi, lấy lý ra mà xử thôi. Về nhà nhiều khi cũng khổ, nói chuyện với họ tôi cứ phải nói mông lung, nhiều khi mình nói quá thì họ bảo mình chỉnh họ. Cái gì cũng xử lý, trong khi thì xử sự, xử trí. Đến một cái nơi kia, nó là một chủng viện rõ ràng ấy, tôi không nói chỗ nào. Nhìn cái bảng hiệu để nước đã xử lý, có thể đem uống. Tôi bảo Việt Nam làm sao mà nó lại buồn cười như thế này, sau bao nhiêu năm mà nó bắt đầu nó ra được cái chữ quái đản như vậy. Trong khi thì cái chữ trước năm 75 của tôi nó dễ lắm, nước đã lọc, uống được, có thế thôi. Sau khi gọi là gọt hết cái quả này đem ra xử lý bằng cách luộc nó. Ông Thánh Du Xe cũng làm như vậy, làm gì có cái kết chuyện ngày hôm nay. Ông có xử lý đâu, ông có xử trí đâu. Ông đi vào tất cả cái gọi làm sao trăn trở của hai việc. Một mặt rất thật là người đính hôn của mình đang đứng trước mặt mình. Một mạng sống nằm ở trong gọi làm sao dạ của một người mẹ. Và người mẹ đó với sự hiểu biết hết sức của Thánh Như Xe, ngài biết Đức Mẹ là ai. Cho nên cái chính trực nó cho ta thấy được, nhìn thấy cái sự thật và nhìn thấy một cách chính trực trước sau như một. Để rồi thì cho dù mình có lẳng lặng muốn đi chăng nữa, nó cũng không tha, mà nó đi vào trong tiềm thức. Để rồi Chúa mời đi vào tiềm thức, và trong tiềm thức đó Chúa bắt đầu cho khơi dậy cái gọi làm sao, cái tiếng nói của Chúa. Vì vậy ai muốn tìm hiểu thánh ý Chúa, cái trước tiên là hãy lấy lòng của mình ra mà soi thấu. Đừng nhìn đâu xa ấy cả. Đừng có viết một cái tờ giấy xong rồi ngồi bắt đầu bà la rồi bốc thăm. Đó là một điều rất ư là sai lầm. Hay là phó thác hoàn toàn Chúa muốn liệu sao con cũng được. Thưa anh chị em, Chúa cho chúng ta sự tự do lựa chọn có không anh chị em? Có không? Mà nếu chúng ta không lựa chọn thì liệu chúng ta để cho Chúa lựa cho mình thì mình trong tâm hồn mình có an thỏa không? Thưa không. Là bởi vì đến một lúc nào đó đó, anh chị em thử gấp lại xem. Mình làm cha làm mẹ, con cái của mình thấy rõ muộn một cái điều gì tốt cho nó và điều gì sai cho nó. Mà mặc dù bảo nó gọi làm sao có quyền chọn, có quyền sống với cuộc sống của nó, nhưng mà mình cứ đứng canh cánh ở kế bên và mình đôi khi cũng ép nó phải làm theo cái điều mình muốn, có không? Có không? Và nếu đứa con đó cả đời nó cứ đi theo hết tất cả những quyết định của mình, cho dù cuộc đời của nó không có sóng gió phong ba, nó có tốt chăng nữa thì nó có hạnh phúc không anh chị em? Nó có hạnh phúc không? Làm sao hạnh phúc đâu? Nó đâu có hạnh phúc đâu, bởi vì nó có tự do lựa chọn đâu. Bây giờ muốn hiểu cái này không? Các cụ già nhà mình ấy, lớn tuổi rồi ấy, bây giờ mà hỏi con cái, mà bố mẹ lớn tuổi thì con cái hỏi, bây giờ bố mẹ còn tậu cho bố mẹ gia đình nhà mình mua một cái cỗ đất và xây nhà thật là cao ở trên cái vùng gọi là ở đâu bây giờ? Đây cái vùng nào? Trên núi. Trên núi là chỗ vùng nào là cái vùng đắt nhất bây giờ? Cái trên núi là đắt rồi. Và xây một cái biệt thự ở trên đấy, cung phụng bố mẹ mình một cái căn phòng thật là lớn, có máy lạnh, đủ mọi cái hết. Nhớ nhá, những câu chuyện chi tiết này để giúp để hiểu này. Cung phụng cho bố mẹ mình đầy đủ hết. Và nói là bố mẹ cần cái gì cứ việc bảo một tiếng này. Bố mẹ thì lại thích trồng cây trồng cối, và thôi trồng làm gì, đến cái tuổi này ở nhà trồng được vài ba cái quả bầu, quả bí với quả khổ qua lại tốn nước. Đến lúc nó ra ăn không hết lại đem lạy người đi cho, không ai lấy. Có không? Rồi thỉnh thoảng còn đem đưa cho cha Toàn nữa, khổ thế. Tôi vẫn nói với anh chị em giáo dân điều này, tôi bảo này, tôi xin thưa với anh chị em điều này.
Làm linh mục tôi không xin ai cái gì cả, nhưng mà tôi không từ chối ai cái gì cả. Cho nên là mỗi lần làm lễ ở trung tâm xong cái ngày thứ 6 đó, họ rất là hiên ngang, vô tư. Họ quý mến tôi lắm, cái gì có cũng cho. Một miếng xôi cũng cho. Một gọi là rúng khoai, một ít đậu hũ cũng cho. Không nhiều, chút vậy thôi. Tôi bảo tôi không ăn nhiều đâu, cho nhiều ăn không hết. Cứ chút vậy. Mà cứ lễ xong cái ra là cái mùi xe nó đầy đồ ăn ở trên đấy. Mà tôi không biết là của ai, còn treo toang teng cả hai kính chiếu hậu nữa. Đến lúc tôi phải nói thưa anh chị em thương tôi thì anh chị em cứ từ từ vậy, Chúa tôi. Tôi đã chết đâu mà đã lo làm dỗ cho tôi vậy. Cứ thứ 6 nào cũng đem làm dỗ. Anh chị em thức cho đến khoảng 10-15 phút nữa được không? Anh thử ban tổ chức cứ từ từ nhá. Okay. Tôi biết bây giờ mọi người đang hùng hồn đem Chúa ra đến nơi đấy. Bây giờ cho bố mẹ đầy đủ các cái như vậy. Xong bảo thôi đừng có mua gì, nó không có chồng nó để con đưa ra hết. Rồi bảo bố mẹ thôi đừng có lo gì nữa. Bằng đây tuổi Chúa hiểu mình, ở nhà đọc kinh chỗ nào cũng được. Hướng về tượng Chúa mà đọc kinh. Đi lễ hàng ngày không đi lễ được, bật tivi đi xem thánh lễ ở trong tivi. Chủ nhật rồi con chở đi lễ. Bố mẹ hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Bây giờ hỏi con bây giờ, một là lên đấy ở, hai là cho phép. Bây giờ muốn ở đâu thì ở, thì sẽ chọn ở đâu? Ở đâu? Ở dưới này, ở gần cái chỗ nào có nhà gì? Có nhà thờ. Cứ cái chỗ nào có nhà thờ thì mua. Bởi vậy Mỹ, người địa phương ở đây, họ thấy Á Châu đến mà cái chỗ nào có gần nhà thờ là cứ thế tăng giá. Mà bố mẹ thì thích ở gần nhà gì? Nhà thờ. Người ta có thích đi lên đường rộng đâu, người ta thích đi đường gì? Đường hẹp. Mà nhà thờ ở cái khu ở dưới này, xe cộ đi ra đi vào, mình cũng lo gần chết. Mà lắm lúc đi đường nó cũng buồn cười nữa. Thông thạo không biết có được hay không. Mà cứ thấy bốn bà đi với nhau thì một bà nhanh, còn ba bà chậm. Nhưng mà mấy bà chậm này không biết mình chậm mà cứ cho là mình nhanh. Cho nên là khi mà đứng đón xe bus là cứ nhao nhao lên. Cứ thấy cái xe nào nó tới và thấy nó giống giống nhau, bảo đây là cái xe của mình thế này. Nhìn cái số gọi là số 6 thì nhìn sang số 9. Không biết làm sao đến lúc mà em lên cái xe bus nó bảo chứ cũng cái chỗ này nó chạy. Thế nó chạy cho một phát. Một hồi nhìn lại xuống mà chứ ủa tại sao không thấy đúng chỗ của mình là thế nào đây. Thế là đứng chừng hửng ở dưới đó, bốn bà cứ ngồi ngơ ngác với nhau. Hôm ấy chờ toàn lái xe đi ngang qua ngầm cái đèn đỏ. Tôi chưa kịp nhìn đã thấy một các cụ đưa đây vẫy tay cha. Rồi tôi bảo thầy Chúa thầy. Hỏi các cụ đi đâu đấy? Tôi mới quay kính xe hỏi các cụ đi đâu đấy? Thưa cha con đi về nhà mà đi từ sáng đến giờ chưa về nhà. Tôi bảo ôi thôi chết. Thế có gọi phone cho con không? Bảo thưa cha sáng nay đi quên không mang phone đi. Thế mới chết thầy. Thấy thương quá tôi bảo thôi giờ lên xe thì tôi trở về. Hỏi giờ cụ ở đâu? Con ở đấy này. Đi cái xe bus thì lên một cái là chỉ có đi chừng độ 4 đoạn 4 chặng này xuống cái chỗ đó có cái cây dừa ngay đấy chà xuống một cái. Đường Bú Khù đấy mà. Đường Bú Khù tôi không biết Bú Khù là đường gì. Tôi hỏi Bú Khù là đường gì mà. Thì con biết là đường Bú Khù thôi. Cha lái xe mà cha không biết đường à. Sao mà cha chậm thế? Thế tôi cũng thấy tội tôi cho lên. Ngẫm nghĩ một hồi à thì ra đường Brookers. À. Tôi lái cho một mạch đi về Brookers. Xong rồi bảo thưa cha cái đường tuyến này không phải là tuyến đường nhà của con. Tôi hỏi chỗ nào bảo cái chỗ nó có cây dừa. Cha bảo lạy Chúa mẹ ơi ở đây biết ba chỗ nào có cây dừa. Người ta đi đường hẹp là người ta đi từng cái gì, từng cái gọi làm sao chướng ngại vật. Và qua những chướng ngại vật thì người ta nhớ ra trong các chướng ngại vật có một cái dạy cho người ta đi tiếp mà không sợ lộn, đó là cái gốc gì? Gốc kỳ dừa. Còn mình đi cái đường rộng là mình lái xe quen rồi, mình không thấy đó là quan trọng. Cho nên là cứ hỏi cây dừa ở đâu thì họ nói thì đến tối cũng không biết đường nào mà đi về. Khổ cho tôi, hôm ấy là cho bốn bà ngồi đằng sau, chở một vèo cả tiếng đồng hồ vẫn chưa về đến nhà.
Chẳng nhẽ bây giờ cha bảo thôi các cụ đi xuống thì tôi phải đi làm việc à? Các cụ bảo cha đem con bỏ chợ. Sao cha ác thế? Tôi đáo lên rồi tôi đáo lại cũng không thấy cây dừa đâu cả. Thì ra các cụ nói có cây dừa là các cụ quên một điều là cái tuyến đường nó chạy nó không có chạy thẳng mà nó chạy một hồi nó rẽ qua cái ngã rẽ làm hai như thế này nó đi, thì các cụ không thấy đâu là cứ tưởng nó đi thẳng mà hóa ra nó rẽ mà mình không biết. Thì tôi bắt đầu nhanh trí, tôi mới lần ra cái chỗ ngã lẽ, mới rẽ qua đường một tí, đấy cha thấy một gốc dừa ngay chỗ kia mà cha không nhìn thấy, khổ thế, con đã nói mà cha không tin con. Thế anh chị em thấy người đi đường hẹp là người biết từng cái chỗ, cái gốc, và họ đã vượt qua từng bước một và họ có tự do lựa chọn, và trong cái tự do lựa chọn họ hạnh phúc lắm vì họ biết họ đang tiến tới, họ không bị bỏ đằng sau lưng, họ không có cảm thấy gọi là bị đóng tù ở trên cái ngai vàng của lâu đài trên núi. Điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì không phải là hạnh phúc của người đi đường hẹp. Và Thánh Giuse dạy chúng ta thấy rằng là một mặt là sự công chính để nhìn thấy những cái cảnh như vậy đó. Nhưng như thể là những cái người đi mà mất hướng, nó có thể đến như trong trường hợp mình đây mất, cũng mất hướng vì mình không biết tại sao người đính hôn của mình thì tự dưng lại có mang. Anh chị em thấy. Rồi một mặt nữa, sự công chính thì không thể dung thứ cho cái điều mà gọi là sai trái được. Cũng như tôi đấy, sự công bằng là cái mình phải ăn ở cho phải. Các cụ là người già cả mà bây giờ đi lẫn cẫn không có người dẫn về, mình đâu có thể gọi làm sao cáo, mình gọi là cáo từ mà nói là vì công việc của mình. Mà đúng thật hôm đó thì bỏ hết công việc để chở các cụ đi. Tôi biết là đời sau thế nào Chúa cũng ghi tôi vào trong cái sổ của Ngài, vì ngày hôm đó tôi chở bốn cụ đi, thế nào cũng có công to trước mặt Chúa. Nhưng mà cũng cùng một lúc cho tôi thấy sự chính trực ở cái nơi là gì? Một đàng là công việc, một đàng là tuổi già, sức yếu, một đàng là lẫn thẫn, một tiếng không nói được mà chỗ nào cũng đi đến được. Một đàng là sức khỏe không cho phép làm những chuyện lớn, mà một đàng thì niềm tin cho phép đi bộ nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, miễn đi lễ được là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thưa anh chị em, ý Chúa được thể hiện nơi Thánh Giuse nó rõ lắm. Nhưng mà Thánh Giuse nhìn cái rõ đó bằng cách tự bảo với lòng mình là mình không thương lượng với bất cứ cái nào, thôi mình chọn cái tốt nhất bằng cái là thôi đừng đối diện, không chạm với nó, cứ gọi là lặng lặng đi chỗ khác. Đấy có phải là ý Chúa không? Nếu cuộc đời của chúng ta mỗi một lần vấp ngã, mỗi một lần chúng ta cảm thấy đau khổ chôn chiên xảy ra cho vợ chồng con cái của mình và mình cứ lặng lặng mà nói ra xin tội, mà khuyên bảo thì cũng không biết khuyên làm sao. Ở bên đây thì bây giờ nói ra thì con cái lại bắt đầu bắt bè, mà thinh lặng thì đau khổ thầm thĩ ở trong lòng, nhịn đắng nhịn cay chôn ở trong cái lòng của mình, như thể gọi là muối dưa lâu ngày thì nó sẽ làm sao, nó khú. Và đến với Chúa thì cứ khóc năn rồi thì mình làm sao trải lòng mình rồi bỏ đó, rồi quãng đời vì thế đau khổ chồng chất. Cái đau khổ của những cái việc riêng của mình không biết nó có làm cho mình quá ư mất sức khỏe hay không, nhưng mà nỗi cái đau khổ của cái không biết lối để mà đối diện tìm ý Chúa, nó hao tổn sức khỏe và nó lấy đi cái gọi làm sao, cái sức khỏe mạnh mẽ của con người, đâm ra rồi bắt đầu mất sức và làm sao làm cho mình đau khổ về thể xác, rồi những người khác cùng khổ. Nó thật lắm anh chị em ạ. Sedaka chính trực, Thánh Giuse đã chọn một cái cách êm ái để ra đi, nhưng Chúa lại chọn một cái cách khác của Ngài, là Ngài cho vào trong thực tại của cuộc đời bằng cách làm sao? Cho vào trong cái ký ức sâu nhất, cái tiềm thức mà con người có thể nhận định ra hay không nhận định, nó nằm ở đó và nó có tiếng nói của nó và nó âm thầm thúc đẩy mình.
và Chúa đã để Thánh Giuse vào trong cái chặng đường đó. Thánh Kinh không nói là Ngài nằm trong giấc mộng bao lâu. Thánh Kinh không nói cho chúng ta biết rằng là Ngài được báo mộng như vậy là trong một đêm, hay là sẽ phải trải qua một thời gian rất là dài. Nhưng Thánh Kinh nói Ngài là người công chính. Và vì thế thời gian là tất cả những cái ao ước khao khát ngay lành của sự chính trực, nó hòa quyện và cộng lại với cái đức công bằng liêm khiết của một con người đòi hỏi giữa lý và tình, giữa tâm hồn và cuộc sống, không chạy trốn được. Và Ngài đã trăn trở với nó, để rồi thì cuối cùng Thánh Kinh nói Chúa tỏ lộ cho biết là Maria bạn của ngươi thụ thai bởi quyền năng của Thiên Chúa. Tiếng nói đó là tiếng nói của Thiên Thần, mà Thiên Thần là đấng thiêng liêng. Mà tiếng nói của đấng thiêng liêng nó có một cái sức mạnh của cái gọi là thiêng liêng đi vào trong tâm khảm của một con người thường. Vì thế cho nên tiếng nói đó cũng có nghĩa là một tiếng nói nảy sinh trong cái âm thầm của thời gian tính con người đây này. Nó có thể là một ngày, hai ngày, một tuần hay là một tháng, nhưng mà nó có sức mạnh để nói và nói liên lỉ, để rồi nhận ra ý Chúa. Và Chúa cho biết là đó là đứa con mà Thiên Chúa cưu mang trong kế hoạch của Ngài. Cho nên đi từ cái chỗ là trốn, để rồi đến cái chỗ phải đối diện, đi từ cái chỗ gọi là bây giờ không biết xử sự giữa lý và tình như thế nào, thì Chúa cho thấy gặp cả hai, lăn lộn chăn trở cả hai, không tránh đi được. Và lúc bây giờ mới nhận ra yêu thương nó đòi hỏi như thế nào. Và có lẽ Thánh Giuse đã biết được định tâm bỏ bạn mình thì cái gì nó xảy ra. Và khi định tâm đi trong thinh lặng thì liệu những điều đó kết cuộc có được bình an như mình nghĩ không. Và vì vậy cái chính trực để nhìn thấy cái sự tốt lành cho một người phụ nữ yếu đuối không thể nào bỏ mặc được. Cũng giống như tôi không thể bỏ mặc bốn cụ già ở giữa chợ được. Anh chị em nhớ điều này. Kitô giáo, niềm tin của Kitô giáo là niềm tin trực diện với đau khổ chứ không trốn tránh đau khổ. Và niềm tin Kitô giáo không phải là phó thác, nghĩa là mặc hết tất cả mọi sự cho Chúa mà không cộng tác, không lựa chọn. Thánh Giuse đã phải cộng tác và lựa chọn trong cái đau khổ âm thầm của những đêm bị thanh luyện như vậy. Và vậy Thánh Kinh lạ lắm, không nói nhiều về Ngài vì có lý do. Bởi vì thời gian nào có thể bù đắp nói cho đủ những công đức mà Ngài phải đi qua những đêm như vậy. Phép lạ nào có thể xảy ra để thuyết phục một con người cuối cùng đi trong cái tình yêu mà đón bạn mình về nhà, để nhận ra đứa con được sinh ra nó bắt đầu lớn lên và trẻ nhỏ như Thánh Kinh nói, mỗi tuổi thì lại thêm gì anh chị em, khôn ngoan. Thưa anh chị em, đứa trẻ đó học khôn ngoan từ đâu? Nó học từ đâu? Có phải Chúa là Chúa rồi không phải học không? Có phải Chúa là Thiên Chúa được sinh ra mà không phải học hành không? Hay là vẫn phải học hành? Và cái quả của người cha trong sự chính trực công chính đó, người ta bảo cái quả nó rớt không xa cái cây, thì hãy nhìn xem cuộc đời Chúa Giêsu sống giữa tất cả những kẻ khác như thế nào. Thế thì mới biết cái phúc đức công chính của người cha nó nằm ở trong cái hành động của đứa con. Vì vậy có cái gì cần phải đủ để mà nói cho hết công của người bố đó đâu. Nhìn con thì biết bố. Tìm ý Chúa là tìm trong sâu thẳm, khao khát điều tốt lành nhất cho kẻ khác và cho chính mình. Nhưng không bằng sự tiện lợi, mà bằng những hy sinh đau khổ lớn nhất của một con người. Và nó bắt đầu từ cái khao khát, ao ước mà đi. Chứ nó không phải bắt đầu từ cái chỗ bà la bốc thăm mà được. Rõ chưa anh chị em?
Rõ chưa? Rõ lắm. Ngày mai tôi sẽ kể chuyện của một vài người nữa để anh chị em hiểu được cái ý định của Chúa và giấc mơ của Chúa, và Chúa thanh tẩy như thế nào để mà nhìn ra được ý muốn của Chúa trong đau khổ. Hay nhân tiện đây luôn, năm nay là năm con gì? Con chó. Tôi vẫn nói với anh chị em ở nhà thì có nhiều cái từ người ta nói con chó, mà tôi về nhà người ta mới bắt đầu là năm nay là năm con cửa hó. Có nghe bao giờ không? Năm con cờ hó. Sao con chó lại ra con cờ hó? Là bởi vì nếu mà đem tách cái chữ C với chữ H O ra riêng thì nó là cái chữ C là chữ cờ, mà cái kia là chữ hó, cho nên là con cờ hó. Giờ mới biết thêm được từ. Con chó nó có nhiều cái đức tính hay lắm. Con chó nó có nhiều cái vẻ đẹp tốt lành lắm. Thịt chó nó chết rồi nó vẫn có hiến tặng cái đẹp cho cuộc đời. Người ta vẫn bảo sống trên đời có miếng thịt gì? Thịt chó. Chết xuống âm phủ biết gì? Biết có hay không. Thịt chó nó rét răng, 3 ngày sau cậy ra ăn vẫn thơm như thường. Ui rồi ôi khiếp khủng. Có một lần đó tôi mới hỏi một cha, có một anh kể một cái giai thoại về một cha dòng tên. Thì có lần đó có người ta hỏi cha xem ngài có biết ăn thịt chó không? Mấy ông Tây có biết ăn thịt chó không? Ngài hỏi, cha ơi cha, cha có biết ăn thịt chó An Nam không? Nên thì ngài nói, mà con ơi con, thịt chó à? Con phải biết như thế này, thịt chó con ăn xong ấy, rồi thì nghĩa là còn có cả tiết canh chó nữa, con hiểu không? Mà tiết canh còn dư nữa, con để 3 ngày sau con trộn cơm nguội và con ăn nó ngon lắm. Thế thì mới biết bố này là siêu thăng rồi. Nhưng mà con chó nó có bằng đây đức tính này. Thứ nhất con chó nó làm sao anh chị em? Nó trung thủy. Con chó nó không có gọi là ông chủ thì giàu thì nó theo, mà nghèo thì nó gì? Nó khuất. Có không? Không. Trung thủy, trung thành. Rồi cái gì nữa? Nó rất ư là gì? Chuyên cần. Nó khôn. Nó chuyên cần. Giao nó cái bổn phận gì, dạy nó thì nó làm cho đến gì? Đến cùng. Khi mà đến ở trong nhà mà người lạ thì nó làm sao? Nó sủa, nó làm việc của nó. Rồi rồi tôi mới đến cái chỗ giáo sư đó, tôi nói giáo sư nào? Nó cũng còn đang lạnh lạnh. Có hai cái cổng chào, vẫn còn có cái gọi là cái lều mà họ dựng lên bằng những lá tre, cái mái tre chắc là mới vừa rồi làm hội chợ xuân vẫn còn. Thì vẽ hai hình con chó dán người đó. Phải nói là những anh chị em qua sau này về sau thì có hoa tay rất khéo, vẽ đẹp lắm. Một bên là một con chó nó đen tuyền như đêm 30, còn một con thì nó làm sao? Nó màu vàng. Hai con nó nhìn nhau. Tôi bảo chứ là tại sao mà lại vẽ hai con chó để hai cổng mà thứ cha? Để như vậy vì hôm đó có hội chợ xuân, Đức cha đi vào thì biết là năm nay là năm con gì? Con chó. Thế tôi bảo ông là đâu cần phải có hai hình con chó đâu mà phải để như vậy. Thế có một người pha trò bảo chứ cha vẽ cái hình nó là để nó ở nhà có chó. Thì ra con chó nó gì? Nó trung tín. Ngày xưa ở Việt Nam ở nhà chỉ cần vẽ hình con chó để trước cửa, không ai dám gõ cửa. Có. Có. Để chữ nhà có chó. Sợ ngoài dám gọi là phá phách. Con chó nó chuyên cần, siêng năng. Con chó nó có cái khôn của nó và nó rất trung thành. Và con chó nó có một cái đức tính khác, đó là bạn gì? Bạn của người. Thế thì, thưa anh chị em, đau khổ nó cũng giống như cái con chó đó. Nó khác chúng ta nhưng mà nó không xa lạ với chúng ta. Chúng ta cố gắng làm sao sống cái tinh thần đối diện với đau khổ để chúng ta ngoi lên. Được không anh chị em? Được không? Đấy. Thế thì bây giờ rõ chưa? Rõ nhá.